Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 19. Bị tỏ tình. Rõ ràng là Ninh Thành Vũ đang tỏ tình. Phòng tiệc yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngây ngốc, không ngờ Ninh Thành Vũ chọn dịp này để tỏ tình Hàn Phi Phi. Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trời ơi, Ninh Thành Vũ tỏ tình Hàn Phi Phi. Mấy hôm trước tôi từng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu của các tia trên trang web, nghe nói giá trị lên tới chục triệu. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Ninh Thành Vũ không phải người được coi trọng nhất ở nhà họ Ninh lại có thể tiêu nhiều tiền mua một chiếc nhẫn kim cương như vậy, chắc là rất thích Hàn Phi Phi. Nếu tôi là Hàn Phi Phi, tôi sẽ lập tức đồng ý gả cho Ninh Thành Vũ. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán. Các cô gái đều rất hâm mộ Hàn Phi Phi. Đối với gia tộc của bất kỳ người nào ở đây, 10 triệu chẳng đáng là bao nhưng nếu không phải là người được gia tộc coi trọng, không có mấy ai có chục triệu trong tay. Khi tất cả đều cho rằng Hàn Phi Phi sẽ đồng ý, nụ cười trên mặt cô ta chợt tắt, lạnh lùng nói, tôi thân với anh lắm sao? Tặng quà quý giá như vậy làm gì? Câu trả lời của Hàn Phi Phi khiến mọi người đều kinh hãi, sắc mặt của Ninh Thành Vũ cực kỳ khó coi. Hắn tỏ tình trước mặt mọi người để khiến Hàn Phi Phi cảm động, nào ngờ cô ta không hề nể mặt. Những người ở đây đều là thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc nổi danh tỉnh Giang Bình. Hàn Phi Phi vẫn chưa nói xong, nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi đâu có mời anh tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Phi Phi, em hiểu lầm rồi. Anh thật lòng thích em, xin em cho anh một cơ hội, Ninh Thành Vũ vội vàng nói. Anh không có tư cách gọi tôi là Phi Phi. Hàn Phi Phi không thèm khách sáo, tôi chẳng hiểu lầm gì anh cả. Cả đời này tôi cũng không thể thích anh được, lập tức cút khỏi nhà họ Hàn đi. Cô ta không thèm cho Ninh Thành Vũ một chút thể diện nào, không chỉ từ chối lời tỏ tình mà còn đuổi hắn đi ngay trước mặt mọi người. Nhưng với địa vị của cô ta ở nhà họ Hàn, điều này cũng dễ hiểu. Cô ta là cháu gái được ông chủ Hàn yêu thương nhất, bố cô ta Hàn Diệp cũng là người thừa kế của nhà họ Hàn. Còn Ninh Thành Vũ chỉ là con cháu dòng phụ trong nhà họ Ninh. Ninh Thành Vũ sầm mặt, tuy hắn không phải người ưu tú nhất của gia tộc nhưng cũng có tiếng tăm trong nhà họ Ninh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi đến đâu cũng được mọi người chú ý. Vậy mà hôm nay hắn lại bị Hàn Phi Phi chỉ mặt đuổi đi ở chốn đông người. Phi Phi, giữa chúng ta có hiểu lầm rất lớn. Hãy cho anh cơ hội giải thích. Ninh Thành Vũ vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhưng Hàn Phi Phi lại thấy giả chân. Ninh Thành Vũ từng theo đuổi Hàn Phi Phi, nghe nói sắp thành công rồi. Thế nhưng không biết tại sao Hàn Phi Phi đột nhiên chán ghét anh ta. Không chỉ vậy, nghe nói hai nhà Hàn, Ninh còn suýt nữa đánh nhau. Còn Ninh Thành Vũ cũng bị nhà họ Ninh thu hồi quyền lợi vì chuyện này. Quan Tuyết Tùng giải thích cho Dương Thanh. Dương Thanh tò mò nhìn anh ta, không ngờ anh biết nhiều tin vỉa hè như vậy. Quan Tuyết Tùng ngượng ngùng gãi đầu, khi đó chuyện này đồn dầm beng, ai ai cũng biết nhưng không rõ sự thật đằng sau là gì. Trần Anh Hào cũng lên tiếng, đúng là có chuyện như vậy. Có người nói trong lúc theo đuổi Hàn Phi Phi, Ninh Thành Vũ còn tán một cô gái khác. Cũng có người nói Hàn Phi Phi bắt gặp Ninh Thành Vũ thân mật với những cô gái khác. Thì ra còn có chuyện như vậy, nhưng Dương Thanh không có hứng thú với mấy chuyện này. Phi Phi, chẳng lẽ chúng ta không còn hy vọng nào nữa sao? Em biết anh thật lòng thích em mà. Em cho anh cơ hội nữa được không? Ninh Thành Vũ đau khổ nói, trông như sắp khóc đến nơi. Nhiều cô gái dễ mềm lòng đều thấy thương xót, thậm chí còn trách Hàn Phi Phi quá vô tình. Ninh Thành Vũ, anh đừng tự mình đa tình. Chúng ta còn chưa từng bắt đầu, cơ hội gì mà bảo tôi cho với không cho. Hàn Phi Phi lạnh lùng nói, khi đó anh tiếp cận tôi vì mục đích gì? Tự anh biết rõ, đừng tưởng tôi ngu ngốc. Ninh Thành Vũ không nói gì nữa, siết chặt hai tay, mặt mũi trắng bệch. Hắn biết có nói thế nào cũng không thể thuyết phục Hàn Phi Phi tiếp nhận mình trong ngày hôm nay. Phi Phi, em có thể từ chối, nhưng anh nói cho em biết, anh sẽ không từ bỏ đâu. Ninh Thành Vũ đột nhiên kiên quyết nói. Hàn Phi Phi cười lạnh, thế thì tôi có thể nói luôn cho anh biết, tôi đã thích người khác. Đời này anh không còn cơ hội nào nữa đâu. Ha ha, em có thể từ chối anh, nhưng đừng coi anh là thằng ngốc, tìm cớ vớ vẩn như vậy. Ninh Thành Vũ cười khổ nói. Hắn không tin Hàn Phi Phi đã thích người khác. Hắn biết cô ta là người rất kiêu ngạo.
hắn không tin nhưng không có nghĩa là người khác cũng không tin. Cả phòng tiệc đều dậy sóng. Hàn Phi Phi thích người khác rồi sao? Người nào may mắn được cô ấy thích thế? Hôm nay là sinh nhật của Hàn Phi Phi. Nếu cô ấy thực sự thích người nào đó thì chắc chắn sẽ mời người đó tới. Đúng vậy, chắc chắn người Hàn Phi Phi thích đang ở đây. Nhưng mà trừ Ninh Thành Vũ có thân phận cao quý nhất, còn ai có thể khiến Hàn Phi Phi yêu thích? Hàn Phi Phi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Ninh Thành Vũ, anh vẫn kiêu ngạo như trước đây. Anh tưởng ngoài anh không còn ai xứng với tôi nữa sao? Dứt lời, cô ta cất bước đi về một hướng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Phi Phi, cô ta như một nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều đi thẳng về phía trước. Hàn Phi Phi muốn công khai à? Rốt cuộc ai là người may mắn lọt vào mắt xanh của công chúa nhà họ Hàn? Cô ấy đang đi tới, chỗ Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng. Chẳng lẽ là một trong hai người bọn họ? Tất cả đều nín thở chờ đợi, còn Dương Thanh đã bị bọn họ lãng quên. Tô San đứng cạnh Dương Thanh nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phi Phi, lập tức cảm thấy căng thẳng. Anh Thanh, người em thích là anh. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Hàn Phi Phi đi tới trước mặt Dương Thanh. Căn phòng im phăng phắc, mọi người đổ dồn ánh mắt lên người Dương Thanh. Ánh mắt của Ninh Thành Vũ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Bản thân Dương Thanh cũng không khỏi kinh ngạc. Anh đang bị tỏ tình trước mặt mọi người sao? Ăn chai rượu. Đúng lúc này Dương Thanh bỗng nhận thấy được sự nài nỉ trong mắt Hàn Phi Phi, anh lập tức hiểu ra. Thì ra cô ta muốn lấy anh làm lá chắn, lúc này Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Dương Thanh hơi cong khóe môi, Hàn Phi Phi biết Dương Thanh đã đồng ý giúp cô ta rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phi Phi bước lên phía trước khoác tay Dương Thanh. À, mọi người đều ngây người, khẽ há miệng, thậm chí còn có người kinh ngạc thốt lên. Hàn Phi Phi là công chúa nhỏ được nuông chiều nhất của nhà họ Hàn. Ông nội là ông chủ nhà họ Hàn, bố là người thừa kế của nhà họ Hàn. Nếu sau này ai cưới được cô ta thì rất có khả năng sẽ quản lý nhà họ Hàn. Dù sao Hàn Khiếu Thiên cũng chỉ có một người con trai là Hàn Diệp, mà Hàn Diệp cũng chỉ có một đứa con gái là Hàn Phi Phi, vị trí chủ gia tộc sau này chỉ có thể truyền lại cho Hàn Phi Phi. Đây cũng là lý do vì sao mà Ninh Thành Vũ lại nghĩ mọi cách để tán đổ Phi Phi. Ninh Thành Vũ, anh Thanh mới là người đàn ông trong lòng tôi. Bây giờ anh đã biết tại sao tôi lại nói đời này anh không còn cơ hội nào nữa chưa? Lúc Hàn Phi Phi nhìn Ninh Thành Vũ, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Ninh Thành Vũ yên lặng, mặt xanh mét, lúc này hắn có cảm giác mình bị cắm sừng. Suy cho cùng, trong lòng hắn, Hàn Phi Phi đã là người phụ nữ của mình từ lâu rồi. Nhưng mà lúc này Hàn Phi Phi lại khoác tay người đàn ông khác, dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân đã hoàn toàn đánh mất cơ hội. Nhưng ngay sau đó, một cơn giận mãnh liệt, tràn ngập trong đầu Ninh Thành Vũ. Rốt cuộc anh là ai? Ninh Thành Vũ hỏi lại lần nữa. Đây là lần thứ ba hắn hỏi thân phận của Dương Thanh trong ngày hôm nay nhưng Dương Thanh vẫn chưa từng trả lời. Nếu đối phương đúng là cậu chủ nhà giàu đến từ 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì cũng đành thôi, nhưng nếu không phải thì sao hắn cam lòng để Dương Thanh cướp đi người phụ nữ của mình chứ? Ninh Thành Vũ, anh muốn làm gì? Vẻ mặt Hàn Phi Phi lạnh lùng giống như gà mái mẹ che chở cho gà con, chỉ sợ Ninh Thành Vũ sẽ tìm Dương Thanh trả thù. Ninh Thành Vũ thấy vậy càng tức giận hơn. Hắn nghiến răng nói, nếu anh đúng là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ nữa, có giỏi thì nói ra thân phận của anh đi. Hàn Phi Phi vừa muốn phản bác thì bị Dương Thanh kéo nhẹ về sau. Tôi có thân phận gì, cậu không có tư cách biết. Dương Thanh bình tĩnh nói, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi là người mà cậu không thể đắc tội được đâu. Một câu nói, khiến cho cả sảnh tiệc yên lặng như tờ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Thanh. Rất nhiều cô gái nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Sự bá đạo và tự tin của Dương Thanh không giống như đang làm màu. Nhất là sau lưng anh, một bên là Trần Anh Hào, con cháu của nhà họ Trần quyền thế nhất Châu Thành, bên còn lại là chủ gia tộc trẻ nhất ở tỉnh Giang Bình, Quan Tuyết Tùng. Ngoài ra còn có con gái của người giàu nhất Giang Hải. Nhưng lúc này, bọn họ lại rất ăn ý đứng sau lưng Dương Thanh, rõ ràng Dương Thanh mới là trung tâm của bọn họ. Một thanh niên như thế này, thân phận và bối cảnh sẽ ghê gớm đến nhường nào. Cô Phi Phi, cô tuyệt đối đừng bị thằng nhãi này gạt.
trên người anh ta cộng từ trên xuống dưới còn chưa đáng giá 1.000 đồng đấy. Ấy thế mà lại có kẻ ngốc không tin điều này. Lúc này, tay sai Phùng Nghĩa Cần vẫn luôn đứng sau lưng Ninh Thành Vũ đứng ra mỉa mai nói, nếu anh ta đúng là cậu chủ của nhà giàu nào đó thật thì tại sao lại ăn mặc như thế này? Có lẽ các người không biết, lúc nãy khi tôi và cậu Vũ đến đây, ở bãi đậu xe đã nhìn thấy anh ta chạy chiếc Phantom cũ rích đến. Các người nghĩ thử xem, một gã trai như thế thì ra cảnh tốt đến đâu được. Phùng Nghĩa Cần liếc nhìn đám đông xung quanh mình bằng vẻ mặt khinh thường. Sau khi nghe anh ta nói vậy, quả thật có một số người lộ ra vẻ nghi ngờ trong ánh mắt. Dù sao mấy lời Phùng Nghĩa Cần nói đều là sự thật. Cách ăn mặc của Dương Thanh rất xuề xòa, hơn nữa xe của anh cũng thuộc dạng lỗi thời. Anh câm miệng cho tôi. Hàn Phi Phi nổi giận đùng đùng quát lên với Phùng Nghĩa Cần, anh là cái thá gì mà dám sỉ nhục anh Thanh của tôi. Cô Phi Phi, tôi cũng là vì lo cô bị người khác lừa gạt mà. Bị quở trách trước mặt người khác nhưng Phùng Nghĩa Cần cũng không tức giận, chỉ cười ha ha nói. Anh ta nói xong lại nhìn Dương Thanh, thái độ vô cùng hống hách nói, danh con, vừa nãy không phải mày rất lợi hại sao? Không phải mày nói ngay cả cậu Vũ cũng không đắc tội được mày sao? Đã như vậy, mày đến đây dự sinh nhật của cô Phi Phi chắc cũng phải chuẩn bị quà nhỉ? Hay là bây giờ mày lấy ra cho mọi người xem thử món quà của mày có xứng để làm bạn trai của cô Phi Phi không? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Dương Thanh. Quả thật có người nghi ngờ thân phận của Dương Thanh, cũng rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc một chàng trai ăn mặc xuề xòa này sẽ chuẩn bị món quà như thế nào. Hai mắt Ninh Thành Vũ chợt sáng lên, trước đó hắn còn chưa nghi ngờ nhưng bây giờ Phùng Nghĩa Cần nói vậy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi liệu Dương Thanh có phải là bạn trai của Hàn Phi Phi thật không. Nếu Dương Thanh tùy tiện lấy ra một món quà mấy trăm đồng, điều đó không chỉ chứng tỏ anh ta là một kẻ nghèo rất mùng tơi mà còn nói rõ mối quan hệ giữa anh ta và Hàn Phi không phải là quan hệ yêu đương. Vẻ mặt Trần Anh Hào khinh khỉnh, đương nhiên anh ta biết Dương Thanh đã chuẩn bị quà gì. Đó là một vòng tay ngọc phỉ thúy trị giá hơn 12 triệu. Chiếc nhẫn kim cương mà Ninh Thành Vũ tặng vừa nãy cao lắm cũng khoảng 10 triệu, nhưng vẫn kém xa so với vòng tay ngọc phỉ thúy mà Dương Thanh chuẩn bị. Sắc mặt Hàn Phi Phi hơi khó coi. Bởi vì Dương Thanh là ân nhân cứu mạng Hàn Khiếu Thiên, nên ông cụ đã cố ý dặn dò không được phép điều tra Dương Thanh. Cô ta cũng chỉ biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng lại không biết rõ thân phận thật sự và tài lực của Dương Thanh. Theo cô ta thấy cho dù Dương Thanh có chuẩn bị quà cho cô ta thì cũng chỉ là món quà bình thường mà thôi. Tôi đã nhận được quà sinh nhật của anh Thanh từ trước rồi, việc này có liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi lập tức quát lên. Phùng Nghĩa Cần cười khẩy, cô Phi Phi, chắc không phải tên này không hề chuẩn bị quà cho cô cho nên cô mới cố ý nói mấy lời này để giải vây cho anh ta đấy chứ. Phi Phi, chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu mà anh định tặng em trị giá đến 9.990.000 đấy, tem giá vẫn còn đây này. Ninh Thành Vũ cũng thừa dịp nói, nếu anh ta đúng là bạn trai em thật thì món quà anh ta tặng em hẳn cũng không kém anh đâu nhỉ. Cậu Vũ, cậu nhìn bộ dạng nghèo rất mồng tơi của anh ta đi. Sao có thể mua nổi món quà đắt giá hơn của cậu chứ? Nếu anh ta có thể lấy ra được món quà đắt hơn của cậu, tôi sẽ ăn luôn chai rượu này. Phùng Nghĩa Cần cười ha ha, lời nói ngập tràn sự mỉa mai. Anh! Hàn Phi Phi tức giận bừng bừng, cô ta vừa muốn nổi nóng thì Dương Thanh bỗng cười rộ lên, trêu chọc nhìn Phùng Nghĩa Cần nói, mày chắc chắn sẽ ăn chai rượu nếu tao lấy ra được món quà đắt giá hơn món quà của Ninh Thành Vũ chứ? Má! Chê mày mập mày còn cười được, một thằng nghèo xác nghèo sơ như mày cũng dám giả làm cậu chủ nhà giàu. Ông mày đã nói rồi thì sẽ không nuốt lời, chỉ cần mày có thể lấy ra được món quà đắt giá hơn, ông mày sẽ ăn chai rượu cho mày xem. Phùng Nghĩa Cần vừa nói vừa nhấc một chai rượu lên, vẻ mặt hung dữ nói, nếu mày không lấy ra được thì mày phải ăn chai rượu này cho tao. Khiến anh ta biến mất cho dù là Bồ Tát cũng có lúc tức giận. Phùng Nghĩa Cần cứ khiêu khích Dương Thanh hết lần này đến lần khác. Nhưng Dương Thanh chỉ hơi nhếch miệng, híp mắt nhìn anh ta nói, nếu mày đã thích ăn chai rượu như thế, vậy tao sẽ cho mày được toại nguyện. Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Thanh, trong lòng Phùng Nghĩa Cần lại bỗng dưng lo sợ. Nhưng nghĩ tới mình có Ninh Thành Vũ làm chỗ dựa, sự lo lắng kia liền biến mất tăm. Khách khứa xung quanh cũng ngây ra, nhìn tình hình này bọn họ là muốn chơi thật rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong.
Thằng Watt, đừng mạnh miệng như vậy, đợi khi mày lấy ra được món quà trị giá chục triệu trở lên rồi hãy nói. Phùng Nghĩa Cần ngả ngớn nói, như mày mong muốn. Dương Thanh cười nói, sau đó lấy một hộp quà nhỏ tinh xảo, trên đó còn in chữ ba chữ lớn Thiên Phủ Thành ra. Lúc Dương Thanh lấy hộp quà ra, trong nháy mắt, sắc mặt Phùng Nghĩa Cần xanh mét. Thiên Phủ Thành là một cửa hàng trang sức hàng đầu ở tỉnh Lỵ, nghe nói trong đó có nhiều bộ sưu tập giá trị xa xỉ và rất nhiều đồ cổ vô giá. Trong cửa hàng kia, cho dù là món nhỏ nhất cũng có giá từ hàng triệu trở lên. Còn đồ cổ giá hàng chục triệu cũng nhiều vô số. Phi Phi, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là quà tôi tặng cô xem có thích không? Dương Thanh ôn hòa nói. Trong lòng anh, Hàn Phi Phi như em gái của mình. Anh hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa gì đối với cô ta. Trước đó anh mua quà sinh nhật cho cô ta hoàn toàn là bởi vì anh xem cô ta như em gái của mình. Ơ, vòng tay Phỉ Thúy đẹp quá. Đúng là hàng của Thiên Phủ Thành, nhìn màu sắc của chiếc vòng này, đây chắc hẳn là màu xanh chính dương, chỉ đứng sau mà xanh đế vương. Loại này ít nhất cũng từ 5 triệu trở lên. Nếu anh có thể mua được vòng ngọc Phỉ Thúy mà xanh chính dương tốt như vậy với giá 5 triệu thì bọn họ bán bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Cái vòng tay này ít nhất cũng 10 triệu trở lên. Lúc trước tôi đã thấy vòng tay này ở Thiên Phủ Thành rồi, giá bán là 12 triệu 880 nghìn, vì đắt quá nên tôi không mua. Gì chứ, 12 triệu 888 nghìn, anh có chắc là chiếc vòng này không? Khi Dương Thanh lấy chiếc vòng ra, mọi người thốt lên kinh ngạc. Còn cánh phụ nữ thì càng kích động không thôi. Thoáng chốc, giá trị của chiếc vòng này đã bị dân chơi sành sỏi tiết lộ ra. Phùng Nghĩa Cần vốn dĩ còn ôm chút hy vọng nhưng khi nghe được chiếc vòng này có giá trị hơn chục triệu thì khuôn mặt anh ta xám như cho tàn. Sắc mắt Ninh Thành Vũ cũng rất khó coi, không phải hắn không mua nổi chiếc vòng tay giá trị hơn 10 triệu. Điều quan trọng là chiếc vòng kia được Dương Thanh tặng cho Hàn Phi Phi, điều này chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ là không bình thường. Anh Thanh, cảm ơn anh, em rất thích. Hàn Phi Phi cực kỳ kích động, bỗng nhiên cô ta đỏ mặt, e thẹn, anh Dương, anh có thể đeo lên cho em không? Dương Thanh mỉm cười, đương nhiên anh biết Hàn Phi Phi đang diễn trò, cho nên cũng không để ý. Anh nắm tay Hàn Phi Phi sau đó đeo vòng cẩm thạch vào tay cô ta trước mặt mọi người. Đẹp quá! Vòng tay này đúng là được làm riêng cho cô Phi Phi mà. Nhìn từ xa giống như một bức tranh phong cảnh. Thật là hữu tình. Cánh phụ nữ kia vô cùng ước ao nhìn cổ tay của Hàn Phi Phi. Nếu tôi nhớ không lầm vừa nãy có người nói nếu cậu Thanh có thể lấy ra được món quà sinh nhật tốt hơn của ai kia thì người đó sẽ ăn chai rượu đúng không? Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng bỗng chọc ngoáy nói, ánh mắt trêu ngươi nhìn Phùng Nghĩa Cần. An ta vừa dứt lời, lúc này mọi người mới nhớ lại còn có trò đặc sắc hơn. Tôi lớn từng này rồi mà chưa thấy ai biểu diễn ăn chai rượu cả. Rốt cuộc hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, tôi cũng đã thấy bao giờ đâu, cho nên rất tò mò chai rượu lớn như vậy anh ta sẽ ăn thế nào. Ăn không được thì đập ra ăn, làm như vậy có phải dễ hơn không? Khách khứa đều nhìn Phùng Nghĩa Cần bằng vẻ mặt giễu cợt. Những người có mặt ở đây đều là con cháu của những gia tộc hàng đầu ở các thành phố, đương nhiên bọn họ sẽ chẳng nể nang gì Phùng Nghĩa Cần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Thanh cũng híp mắt Phùng Nghĩa Cần nói, mày có thể biểu diễn được rồi. Thằng danh, mày đừng quá kiêu ngạo. Mày thật sự tưởng lấy đại một cái vòng giả ra là có thể gạt bọn tao như gạt kẻ ngốc sao? Phùng Nghĩa Cần liên tục cười khẩy nói, nếu mày có thể tặng được vòng tay hơn chục triệu vậy tại sao lại ăn mặc nghèo nàn như thế này chứ? Giả sao? Không thể nào. Màu sắc của vòng tay kia bóng loáng, xinh đẹp như vậy sao có thể là hàng giả được chứ? Phùng Nghĩa Cần anh đúng là có sức chơi mà không có sức chịu. Nếu anh là đàn ông thì hãy ăn chai rượu đi. Chai rượu quá lớn, hay là ăn cái ly này đi ha ha ha. Mọi người nhao nhao ầm ĩ, muốn Phùng Nghĩa Cần ăn chai rượu. Người ở đây đều là cô cậu chủ của những danh môn vọng tộc ở các thành phố. Bình thường bọn họ cũng tiếp xúc với châu báu cho nên cũng có hiểu biết. Vòng tay của Dương Thanh vừa nhìn đã biết chính là hàng thật. Phùng Nghĩa Cần. Vòng tay này là món quà sinh nhật do đích thân cậu Thanh đi Thiên Phủ Thành mua cho cô Phi Phi. Tôi là người phụ trách ở đó, vậy anh nói xem vòng tay đó có phải là giả không? Trần Anh Hào cũng đứng dậy liên tục cười lạnh. Lúc này mọi người mới sực tỉnh,
Bây giờ Thiên Phủ Thành đã bị nhà họ Trần thu mua, nếu muốn so sánh tài lực, nhà họ Trần bây giờ cũng không hề thua kém ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ. Sắc mặt của Phùng Nghĩa Cần xám ngoét, anh ta bị nói đến á khẩu. Chỉ đành nhìn sang cầu cứu Ninh Thành Vũ. Tôi thừa nhận món quà của anh đắt hơn quà của tôi. Nhưng như vậy thì thế nào? Chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu này là được mua bằng tình yêu chân thành của tôi. Tình yêu của tôi dành cho Phi Phi là vô giá. Sắc mặt Ninh Thành Vũ thâm trầm nhìn Dương Thanh nói, món quà quý giá mà chúng ta nói lúc nãy không chỉ nằm ở chỗ giá thấp hay giá cao. Dương Thanh chỉ mỉm cười không nói. Bây giờ anh đã không muốn tranh luận gì với đám ngu xuẩn này rồi. Các người nên vui mừng vì hôm nay là tiệc sinh nhật của Phi Phi, thấy máu không may mắn. Dương Thanh bỗng mở miệng nói. Anh nói gì? Ninh Thành Vũ thay đổi sắc mặt. Ninh Thành Vũ, anh im đi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nơi này không chào đón anh cút ngay cho tôi. Rốt cuộc Hàn Phi Phi cũng nổi đoá, hai mắt cô ta đỏ ngầu, quát lên. Sau đó lại chỉ tay vào Phùng Nghĩa Cần nạt, còn anh nữa, anh cũng cút đi cho tôi. Đừng cho rằng nhà họ Phùng có nhà họ Ninh làm chỗ dựa thì nhà họ Hàn không dám làm gì anh. Cho anh 30 giây cút khỏi buổi tiệc của tôi, nếu không tôi không ngại khiến cho một hậu duệ trẻ tuổi của nhà họ Phùng biến mất đâu. Lúc này Hàn Phi Phi giận tím mặt, lời nói ra cũng cực kỳ hống hách. Phùng Nghĩa Cần bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Lúc này anh ta mới nhận ra bản thân đang ở nhà họ Hàn nhưng lại đang gây khó dễ cho người đàn ông của Hàn Phi Phi. Cho dù nhà họ Hàn giết anh ta thì nhà họ Phùng cũng không dám có thái độ gì. Cô Phi Phi bớt giận, tôi cút ngay đây. Phùng Nghĩa Cần nói xong, liền xoay người chạy biến khỏi sảnh tiệc. Anh cũng cút đi cho tôi. Hàn Phi Phi lại chỉ tay về phía Ninh Thành Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tái mét. Hắn lớn từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa xung quanh còn có vô số con em nhà giàu ở các thành phố khác, điều này khiến hắn cảm thấy mặt nóng rát như bị lửa đốt. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Được, được lắm, tôi nhớ mặt anh rồi. Ninh Thành Vũ nhìn Dương Thanh đe dọa, sau đó xoay người rời đi. Dương Thanh híp mắt lại. Nếu nhà họ Ninh muốn chết anh cũng không ngại để nhà họ Ninh biến mất. Anh Thanh, xin lỗi. Hàn Phi Phi bỗng áy náy nói. Những người khác không biết lời xin lỗi của Hàn Phi Phi là xin lỗi về điều gì, nhưng Dương Thanh biết rõ, cô ta xin lỗi là bởi vì cô ta đã lợi dụng anh nên mới khiến anh đắc tội với Ninh Thành Vũ. Dương Thanh khẽ cười lắc đầu, yên tâm đi, nhà họ Ninh không gây ra sóng gió gì được đâu. Nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Thanh. Hàn Phi Phi bỗng thấy hoảng hốt, trong lòng nghĩ thầm, nếu anh Thanh thật sự là bạn trai của mình thì tốt biết bao. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô ta bóp tắt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Anh Thanh là người đàn ông đã có vợ con, tại sao cô ta lại có suy nghĩ bậy bạ như thế? Dương Thanh cũng không rõ Hàn Phi Phi đang suy nghĩ gì. Tô San ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Hàn Phi Phi thì trong lòng cũng không thoải mái. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Hàn, Ninh Thành Vũ vừa bước ra khỏi trang viên thì nhìn thấy Phùng Nghĩa Cần đang đợi hắn. Cậu Vũ, hai chúng ta đều bị thằng danh kia lừa rồi. Phùng Nghĩa Cần nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có ý gì? Ninh Thành Vũ cau mày nói. Phùng Nghĩa Cần vội vàng nói, vừa nãy tôi đã điều tra được thân phận của thằng danh kia rồi. Anh ta tên là Dương Thanh, là thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải. Cái gì? Ninh Thành Vũ ngạc nhiên hỏi, ở rể. Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, nghe nói cô ta còn có danh hiệu là nữ tổng giám đốc đẹp nhất Giang Hải. Nếu tôi đoán không lầm thì Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào chắc chắn là muốn có được vợ của anh ta cho nên mới kết thân với anh ta, mục đích là để anh ta lơ là cảnh giác. Phùng Nghĩa Cần cười khinh. Anh ta vốn còn tưởng rằng Dương Thanh là cậu chủ của nhà giàu nào đó nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Ninh Thành Vũ cũng không tỏ vẻ vui mừng, mà chau mày nói, việc này không thể nào. Anh ta nói xong liền gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi một thằng nhãi tên là Dương Thanh, xem rốt cuộc anh ta là ai. Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa. Mặc dù Ninh Thành Vũ là một kẻ ăn chơi bất cần đời nhưng cũng không phải là kẻ bất tài vô học như Phùng Nghĩa Cần. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng kết thân với Dương Thanh là vì vợ của Dương Thanh.
Chẳng mấy chốc điện thoại của Ninh Thành Vũ đã reo lên, hắn nhận điện thoại, cơ mặt cũng từ từ giãn ra. Cậu Vũ, cậu điều tra được gì sao? Phùng Nghĩa cần chờ Ninh Thành Vũ cúp điện thoại xong liền hỏi. Ninh Thành Vũ hơi nhếch miệng, lộ ra vẻ hung ác, giống với những gì anh điều tra được, thì ra anh ta chỉ là một tên tới ở rể một gia tộc nhỏ. Đã như vậy, cậu cứ giao thằng danh kia cho tôi xử lý. Tôi bảo đảm sẽ không để cậu Vũ thất vọng. Phùng Nghĩa cần cười nham hiểm. Ha ha, được. Ninh Thành Vũ cười lớn, sau đó lạnh lùng nói, dám giành phụ nữ với tôi, vậy hãy để anh ta biến mất trên cõi đời này đi. Vâng, cậu Vũ. Phùng Nghĩa cần vội đáp lời, vẻ mặt hung hãn, dám đắc tội với cậu Vũ, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, sau khi cho anh nếm đủ mọi đau khổ, giày vò, tôi sẽ khiến anh ta biến mất. Cậu không đủ tư cách. Khi bữa tiệc sinh nhật sắp kết thúc, một người đàn ông trung niên đột nhiên đến bên cạnh Dương Thanh. Cậu Thanh, sếp Hàn của chúng tôi có lời mời. Người đàn ông trung niên đang nói chính là vệ sĩ bên cạnh Hàn Diệp, Thái Dương hơi nhô ra, khí thế ngút trời, hiển nhiên là một cao thủ. Dương Thanh khẽ cau mày, mặc dù quen biết Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, nhưng anh chưa từng nói chuyện với Hàn Diệp. Ông ta tìm mình làm gì nhỉ? Được rồi. Tuy có hơi nghi hoặc, nhưng nể mặt Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, anh cũng nên đến thăm. Rất nhanh sau đó, vệ sĩ đã dẫn Dương Thanh đến một căn phòng trên tầng 2 của sảnh tiệc. Hàn Diệp đang ở đó. Lúc này, Hàn Diệp mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, đang đứng trước một chiếc cửa sổ sát sàn cực lớn, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của trang viên nhà họ Hàn. Sếp Hàn, cậu Thanh đến rồi ạ. Người vệ sĩ trung niên nhắc nhở rồi tránh sang một bên. Chào chú Diệp. Dương Thanh chủ động chào hỏi. Lúc này Hàn Diệp quay người lại nhìn Dương Thanh. Tuy đã 50 tuổi nhưng trông ông ta vẫn rất trẻ trung, khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng hot boy chứ chẳng đùa. Hàn Diệp mặt không biểu cảm nhìn Dương Thanh, không nhìn ra dấu hiệu bực tức gì. Nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt Hàn Diệp nhìn mình không thân thiện mấy. Cái tên Dương Thanh này nghe như tiếng sấm bên tai ấy nhỉ. Hàn Diệp dò xét Dương Thanh vài giây xong nói. Thấy đối phương đã không ưa gì mình, nên Dương Thanh đương nhiên cũng không cần nhiệt tình làm gì, thờ ơ nói, không biết chú Diệp tìm tôi có chuyện gì không. Đối với kiểu người này, tốt hơn hết nên đi thẳng vào vấn đề. Trên khuôn mặt góc cạnh của Hàn Diệp không có chút biểu cảm nào, ông ta nói, Dương Thanh, nam, 27 tuổi, đứa con trai bị nhà họ Vũ Văn bỏ rơi, 5 năm trước ở rể nhà họ Tần. Trước thì đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Trang ở Giang Châu, sau đó lại làm mích lòng nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Dương Thanh hơi nhướng mày khi nghe Hàn Diệp đọc vanh vách về mình. Anh không ngại người khác điều tra mình, nhưng Hàn Diệp lại nói trước mặt anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tôi không biết chú Diệp muốn nói gì. Dương Thanh hờ hững hỏi. Tôi với cậu không thân, cậu vẫn nên gọi tôi là sếp Hàn thì hơn, Hàn Diệp lạnh nhạt nói. Câu này của ông ta lại càng không nể mặt Dương Thanh, trong lòng Dương Thanh biết rõ quả nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dương Thanh không nói gì, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào, bình tĩnh đối diện với người đàn ông trông quá trẻ so với tuổi thật của ông ta. Không cần biết cậu tiếp cận con gái tôi với mục đích gì, nhưng hy vọng cậu đừng bao giờ mơ mộng hão huyền gì với con bé, vì cậu không đủ tư cách. Hàn Diệp nói, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Dương Thanh cau mày, ông Diệp, ông hiểu lầm rồi. Rõ ràng việc trước đó Hàn Phi Phi đã công khai nói người mình thích là Dương Thanh ở trong sảnh tiệc đã khiến Hàn Diệp hiểu lầm. Hàn Diệp hờ hững nói, có hiểu lầm hay không thì tự cậu rõ nhất. Tôi đã có vợ có con rồi, có ý gì với con gái ông được chứ, Dương Thanh chế nhạo. Trước đó, Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng đã nói với anh là mặc dù Hàn Khiếu Thiên đã xác định Hàn Diệp là người thừa kế của gia tộc từ lâu, nhưng trước sau vẫn chưa chịu giao quyền vì Hàn Diệp không có năng lực. Dương Thanh vẫn có chút hoài nghi. Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã hiểu, Hàn Diệp quả thực không đủ tư cách trở thành chủ nhà họ Hàn. Người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử, điều này không hoàn toàn đúng. 5 năm trước, cậu có thể vì tiền mà đi ở rể nhà họ Tần. 5 năm sau, dù đã có con gái, nhưng nếu có cơ hội trở thành con rể nhà họ Hàn, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua. Hàn Diệp nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng cậu có thể tránh xa bố tôi ra một chút. Tuy cậu tình cờ cứu bố tôi một mạng, nhưng cậu đã lợi dụng danh nghĩa của ông ấy trục lợi ích không ít,
Tôi nghĩ đến bây giờ, nhà chúng tôi đã trả hết cái ơn cứu mạng này cho cậu rồi. Đương nhiên, cậu có thể không thừa nhận chuyện này, nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng đã cứu mạng bố tôi rất cảm ơn. Hàn Diệp nói một tràng dài, sau đó ông ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trà. Trong thẻ này có 50 triệu, coi như thay lời cảm tạ ơn cứu mạng của cậu đối với bố tôi. Chẳng qua chỉ là lấy viên thuốc từ trong túi áo của bố tôi rồi cho ông ấy uống thôi mà đã kiếm được tận 50 triệu. Chắc đây là một khoản tiền rất lớn đối với cậu nhỉ? Hàn Diệp không chút biểu cảm nói. Theo ông, mạng sống của chủ gia tộc họ Hàn chỉ đáng giá 50 triệu thôi à? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hàn Diệp cau mày, chàng trai trẻ, làm người đừng quá tham lam. Tôi có thể không so đo chuyện cậu mượn danh nghĩa nhà họ Hàn chúng tôi để trục lợi cho mình, cho cậu 50 triệu là quá đủ rồi. Hiển nhiên, theo quan điểm của Hàn Diệp, cả nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải, đều lầm tưởng rằng Dương Thanh rất thân với nhà họ Hàn nên mới bị lừa. Dương Thanh đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn Hàn Diệp đầy châm chọc. Anh đã từng gặp nhiều kẻ ngu xuẩn, nhưng anh chưa bao giờ thấy kẻ nào ngu ngốc như Hàn Diệp. Nếu ông ta chỉ là con cháu của một gia tộc nhỏ thì nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, nhưng ông ta lại là con cháu của một trong ba gia tộc giàu có nhất tỉnh Lỵ, là người thừa kế của nhà họ Hàn. Ông ta quá thiển cận, không hiểu rõ chân tướng sự việc mà đã tự cho mình là đúng rồi. Loại người này không chỉ ngu ngốc, mà còn rất đáng thương. Nếu sau này, Hàn Khiếu Thiên thật sự giao quyền cho ông ta, e rằng nhà họ Hàn thật sự có thể bị hủy trong tay Hàn Diệp. Có phải ông cho rằng Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng đi theo tôi là bởi vì tôi dựa hơi nhà họ Hàn của ông không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hàn Diệp cau mày, lẽ nào không phải à? Nếu ông đã nghĩ như vậy thì cứ gọi thẳng cho Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn hỏi xem có phải họ kết giao với tôi là vì nhà họ Hàn các ông không? Dương Thanh thách thức, khí thế hùng hồn như rời non lấp biển bùng phát lên. Còn việc ông nghi ngờ tôi tiếp cận con gái ông là có mục đích, thì ông yên tâm. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Cũng có thể ông cho rằng tôi chỉ đang giả vờ giả vịt, nhưng vậy thì có sao chứ? Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, giọng nói to hơn rất nhiều, không hề tỏ ra kính nể Hàn Diệp như khi mới bước vào phòng nữa. Lúc này Hàn Diệp mới hốt hoảng, chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi sao? Cậu nghĩ tôi không dám gọi cho Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn à? Nghĩ đến vừa rồi bị Dương Thanh làm cho khiếp sợ. Hàn Diệp đột nhiên thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có tin chỉ cần một cuộc gọi của tôi là có thể khiến cho nhà họ Trần và nhà họ Quan hất cẳng cậu không? Không tin. Dương Thanh trào phúng, đột nhiên xoay người rời đi vừa nói, nếu ông gọi tôi đến gặp chỉ để nói những chuyện này thì tôi không rảnh để hầu ông đâu. Lâu nay tôi vẫn thắc mắc, ông cụ Hàn trông không giống người tham lam quyền lực. Nhưng vì sao chọn ông làm người thừa kế gia tộc đã lâu mà mãi vẫn không chịu giao quyền cho ông? Giờ đây, tôi nghĩ mình đã hiểu rồi. Bởi vì ông không đủ tư cách kế thừa nhà họ Hàn. Lúc Dương Thanh nói xong câu này thì anh đã bước ra khỏi phòng rồi. Lời nói của Dương Thanh như tiếng sấm, cứ nổ vang bên tai Hàn Diệp, ầm ầm trong đầu ông ta. Bộ mặt thật. Vẻ mặt của Hàn Diệp cực kỳ khó coi, lời này của Dương Thanh thật không khách sáo chút nào. Đặc biệt câu vừa rồi của anh càng khiến Hàn Diệp tức giận. Thằng nhóc, mày thật sự nghĩ tao không làm gì được mày đấy à? Thấy Dương Thanh rời đi, Hàn Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bên kia đã bắt máy, Hàn Diệp trầm giọng nói, tôi là Hàn Diệp, người của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Hóa ra là sếp Hàn à? Cho hỏi sếp Hàn tìm tôi có gì dặn dò? Khi nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp, Quan Chính Sơn hơi kinh ngạc, vội vàng nói. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn nhà họ Quan cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh, Hàn Diệp nghiến răng nói. Nghe vậy, Quan Chính Sơn liền im lặng. Hàn Diệp không đợi Quan Chính Sơn trả lời, tức giận nói, ông chủ quan, ông nghe không hiểu lời tôi nói sao. Sếp Hàn, nếu là chuyện này thì thật xin lỗi, tôi không thể nghe theo. Cậu Thanh là khách quý của nhà họ Quan chúng tôi. Chúng tôi không thể tuyệt giao với cậu ấy được. Quan Chính Sơn nói chắc như đinh đóng cột, trong giọng nói mang chút tức giận. Hàn Diệp thầm thấy sửng sốt. Ông ta cho rằng, dựa vào thân phận là người thừa kế nhà họ Hàn của mình, thì có gia tộc lớn cấp thành phố nào dám từ chối yêu cầu của mình chứ? Nhưng bây giờ,
nhà họ Quan đã làm điều đó. Chỉ cần nhà họ Quan bằng lòng cắt đứt quan hệ với Dương Thanh thì nhà họ Hàn sẽ làm chỗ dựa cho nhà họ Quan, giọng điệu của Hàn Diệp dịu đi một chút. Vừa rồi chính miệng ông ta đe dọa Dương Thanh, chỉ cần một lời nói của ông ta cũng đủ để khiến nhà họ Trần và nhà họ Quan cắt đứt với anh, nên bây giờ dù phải trả cái giá cao hơn nữa, ông ta cũng phải làm được. Thứ lỗi cho tôi không thể làm theo. Lần này, giọng điệu của Quan Chính Sơn rất cứng rắn. Mặt Hàn Diệp sượng chân, ngay cả việc được nhà họ Hàn che chở cũng không thể thay đổi thái độ của nhà họ Quan đối với Dương Thanh sao. Ông ta đột nhiên thấy khó mà chấp nhận được. Sếp Hàn, tôi còn có việc, không nói chuyện phiếm với cậu nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ đích thân đến tỉnh lỵ thăm ông chủ Hàn. Quan Chính Sơn nói xong đã cúp máy, không đợi Hàn Diệp kịp hoàn hồn. Nghe tiếng tút dài phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp thừa người ra. Ông ta đường đường là người thừa kế nhà họ Hàn, vậy mà lại bị cúp máy trước. Khốn kiếp! Hàn Diệp phát hỏa. Ngay sau đó, ông ta lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Xin chào ông chủ Trần, tôi là Hàn Diệp của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Không biết sếp Hàn gọi tôi có việc gì không? Giọng điệu Trần Hưng Hải hết sức bình tĩnh, không hề tỏ ra nể nang Hàn Diệp vì thân phận của ông ta. Có một chuyện tôi muốn nhờ ông chủ Trần giúp. Trải qua bài học vừa rồi, lần này, Hàn Diệp chủ động hạ mình trước. Nay nhà họ Trần một mình thống trị Châu Thành, địa vị ngang với ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ. Đối mặt với Trần Hưng Hải, Hàn Diệp quả thực có hơi thiếu tự tin. Sếp Hàn khách sáo rồi. Có chuyện gì cậu cứ dặn dò, nhờ vả gì chứ? Trần Hưng Hải cười sang sảng. Lão ta nghe ra được giọng điệu cung kính trong lời nói của Hàn Diệp. Điều này đủ cho thấy địa vị của lão ta hiện giờ cao đến mức ngay cả người thừa kế của nhà họ Hàn, một trong ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ, cũng phải khép nép trước lão. Cảm giác này, quá đã. Nhưng lão ta cũng biết rõ ai đã cho tất cả những thứ này cho mình. Tôi cần nhà họ Trần cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh, Hàn Diệp nói. Dương Thanh, anh đang nói đến cậu Thanh của gia tộc Vũ Văn. Vừa rồi Trần Hưng Hải vẫn còn đắc ý, nhưng giờ lão ta cả kinh khi nghe Hàn Diệp bảo nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với Dương Thanh, vội hỏi. Cậu ta mà là người nhà họ Vũ Văn gì chứ? Hàn Diệp chế nhạo, ông chủ Trần, ông đã bị cậu ta lừa rồi. Thực ra cậu ta chỉ là đứa con bị nhà Vũ Văn vứt bỏ mà thôi. 18 năm trước, hai mẹ con cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà Vũ Văn rồi. Đối với gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh chỉ là một đứa con hoang, họ sẽ không bao giờ để cậu ta bước nửa bước vào gia tộc. Giờ đây, cậu ta không chỉ đắc tội với nhà họ Trang và nhà họ Ngụy ở Giang Hải, mà thậm chí đắc tội với cả nhà họ Mạnh nữa cơ. Cái loại chuyên đi gây chuyện thị phi này không đủ tư cách kết giao với nhà họ Trần. Giọng Hàn Diệp đầy giễu cợt, nghe như chỉ có ông ta mới biết lai lịch của Dương Thanh vậy. Ý của sếp Hàn là muốn nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với cậu Thanh, giọng điệu của Trần Hưng Hải rõ ràng phẫn nộ hơn một chút. Đúng vậy, chỉ cần nhà họ Trần đồng ý, nhà họ Hàn sẵn lòng giúp nhà họ Trần mở thị trường ở tỉnh Lỵ, Hàn Diệp đề cập đến lợi ích. Cậu là cái thá gì hả? Cậu có tư cách quản chuyện của Trần Hưng Hải tôi chắc. Trần Hưng Hải đột nhiên nổi quạo. Lão ta mắng, Hàn Diệp, để tôi nói cho cậu biết. Cậu Thanh là vị khách quý mà nhà họ Trần chúng tôi tôn trọng nhất. Đừng nói là nhà họ Hàn, cho dù là tám gia tộc lớn ở Yến Đô bảo tôi cắt đứt quan hệ với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Dứt lời, Trần Hưng Hải cúp điện thoại luôn. Nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp ngẩn ra. Có thế nào ông ta cũng không thể tin được rằng Trần Hưng Hải lại dám cảnh cáo và uy hiếp mình chỉ vì Dương Thanh. Sao, sao có thể thế được? Cậu ta chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ bé, sao có thể trở thành khách quý của nhà họ Quan và nhà họ Trần được chứ? Có ai nói cho tôi biết là tại sao không? Hàn Diệp đập mạnh điện thoại xuống đất và gầm lên giận dữ. Lúc này, Dương Thanh đã liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải. Nói hết mục đích Hàn Diệp gọi cho họ cho Dương Thanh nghe. Dương Thanh chỉ nhẹ giọng nói, tôi biết rồi. Phi Phi, tôi đi thăm ông chủ Hàn một lát rồi về luôn. Dương Thanh bước đến chỗ Hàn Phi Phi cười nói. Hả, anh về sớm vậy, buổi tối còn có những hoạt động khác nữa. Nghe thấy Dương Thanh chuẩn bị về, Hàn Phi Phi tỏ ra luyến tiếc. Dương Thanh mỉm cười, tôi không tham gia mấy hoạt động đó đâu. Mặc dù Hàn Phi Phi có chút luyến tiếc,
nhưng cô ta cũng biết giữa mình và Dương Thanh không có chút hy vọng nào, nên cũng không cố chấp nữa. Theo chân những người Hàn Phi Phi đã sắp xếp, chỉ mất 5 phút đồng hồ anh đã đến mảnh sân nhỏ của một ngôi biệt thự độc lập. Đây là một góc nhỏ rất bình thường, xung quanh biệt thự trồng một vài loại rau. Khi Dương Thanh đến mảnh sân nhỏ, Hàn Khiếu Thiên đang cầm xẻng xới đất. Ông chủ Hàn. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Dương Thanh. Nhìn thấy Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên hơi bất ngờ. Dương Thanh nở nụ cười, đi về phía trước, hôm nay tôi đến dự tiệc sinh nhật của Phi Phi, nhân tiện tới thăm ông. Ha ha, cậu Thanh thật có lòng. Hàn Khiếu Thiên cười sảng khoái, chờ chút nhé cậu Thanh, tôi đang đào mấy củ khoai lang, lát nữa nướng khoai cho cậu ăn. Thì ra là đang đào khoai, bỗng nhiên Dương Thanh thấy ngưỡng mộ cuộc sống của Hàn Khiếu Thiên. Đột nhiên anh nghĩ, về già, mình cũng sẽ tìm một cái thôn nhỏ yên tĩnh, mua một mảnh vườn lươn lớn, xây một cái biệt thự 2 tầng, phía sau dành ra một khoảng sân trồng những loại rau và trái cây mà Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu thích ăn. Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên đi tới, mang theo một giỏ rau nhỏ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, rau ở đây đều do tôi tự tay trồng đấy. Đều là rau xanh tự nhiên, không hề phun bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào đâu. Cuộc sống của ông chủ Hàn cứ như cuộc sống trốn bồng lai ấy. Dương Thanh cười nói, đưa tay đỡ giỏ rau Hàn Khiếu Thiên đang cầm vào nhà. Là chủ gia tộc nhưng Hàn Khiếu Thiên không bao giờ ra vẻ ta đây. Căn biệt thự 2 tầng mà ông cụ đang sống cũng rất bình dị, ngôi nhà được trang trí theo phong cách Trung Hoa đơn giản, tường được sơn loại nước sơn bình thường. Dương Thanh, cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi nướng khoai lang, nhanh lắm. Sau khi Hàn Khiếu Thiên bảo Dương Thanh ngồi xuống xong thì đem khoai lang đi vào phòng bếp. Cùng lúc đó, tại một biệt thự độc lập trong trang viên nhà họ Hàn. Ngay khi Hàn Diệp về biệt thự, có một người vội vàng chạy tới, xếp Hàn, thằng nhóc kia vẫn chưa rời khỏi trang viên, mà đi đến Tây Sương Viên rồi. Tây Sương Viên là nơi Hàn Khiếu Thiên ở. Hàn Diệp đứng bật dậy, tức giận nói, cậu ta đến chỗ bố tôi. Thằng khốn! Mày nghĩ tao không dạy cho mày một bài học là mày có thể lộng hành ở nhà họ Hàn chắc. Trước đó bị Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cúp điện thoại, vốn dĩ ông ta đã ôm một bụng tức tối rồi, không ngờ Dương Thanh không những không nghe lời mà còn đi tìm Hàn Khiếu Thiên. Đi theo tôi đến Tây Sương Viên, tôi muốn xem, khi tôi lột mặt nạ của cậu ta trước mặt bố, xem bố tôi còn khách sáo với cậu ta như vậy nữa không. Vừa nói, Hàn Diệp vừa đi ra khỏi biệt thự. Đứa con trai ngu xuẩn. Vợ của Hàn Khiếu Thiên mất sớm, bao nhiêu năm qua ông cụ vẫn ở một mình. Tuy không hoàn toàn giao hết quyền hành cho Hàn Diệp nhưng trên cơ bản mọi việc của gia tộc đều giao cho Hàn Diệp và đồng chân vợ của ông ta xử lý. Chỉ có điều khi có việc quan trọng, nhất định phải báo cho ông cụ biết. Thường ngày, Hàn Khiếu Thiên đều ở trong Tây Sương Viên của mình trồng rau trồng dưa, ngày tháng trôi qua rất êm đềm. Khoai lang nướng xong rồi. Chỉ cần 20 phút là có thể ăn được. Chẳng mấy chốc Hàn Khiếu Thiên đi từ phòng bếp ra cười nói. Dương Thanh cười nói, không ngờ tôi lại may mắn được nếm thử tay nghề của ông chủ Hàn, nếu người khác biết được, chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị đỏ mắt mất. Ha ha! Hàn Khiếu Thiên cười rộ lên, sau đó rót ly trà cho Dương Thanh rồi nói, sao bỗng nhiên cậu đến thăm tôi thế? Hôm nay không phải sinh nhật của Phi Phi sao? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhà họ Hàn. Nói thế nào cũng phải đến thăm hỏi ông chủ Hàn một tiếng chứ, Dương Thanh cười nói. Đúng rồi, đây là quà tôi chuẩn bị cho ông. Dương Thanh lấy cái hộp nhỏ tinh xảo, trên hộp còn có 3 chữ Thiên Phủ Thành ra. Hàn Khiếu Thiên như một đứa trẻ, nhận được quà vô cùng vui vẻ. Ông cụ mở hộp quà ra ngay trước mặt Dương Thanh, chỉ thấy bên trong là một miếng đá di bít hoa sen. Đây là đá di bít hoa sen. Hàn Khiếu Thiên thở gấp. Vẻ mặt phấn khích nói, cái lão già Trần Hưng Hải kia, lần trước tôi tới Thiên Phủ Thành đã chấm viên đá di bít hoa sen này rồi, cũng đã ra giá 50 triệu nhưng lão ta không chịu bán, còn nói đây là đá di bít hoa sen duy nhất ở Thiên Phủ Thành, chỉ để trưng bày chứ không bán. Không ngờ bây giờ cậu lại mua nó tặng cho tôi. Nếu lão già Trần Hưng Hải kia biết cậu mua là để tặng cho tôi chắc chắn lão ta sẽ tức chết, ha ha ha. Hàn Khiếu Thiên cười lớn. Hai người Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải cũng chạc tuổi nhau, lại có sở thích chung cộng thêm mối quan hệ với Dương Thanh cho nên từ sau chuyến đi Châu Thành hai người đã trở thành bạn thân. Dương Thanh cũng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại muốn mua viên đá di bít hoa sen này từ lâu,
Điều anh càng không ngờ hơn là Trần Hưng Hải lại không muốn bán. Ông chủ Hàn thích là được rồi, Dương Thanh cười nói. Hàn Khiếu Thiên cũng không câu nệ, nhận luôn món quà, nâng niu trong tay, yêu thích lắm. Lập tức một mùi hương nồng nàn bay tới, lúc này Hàn Khiếu Thiên mới cẩn thận thu lại viên đá di bít hoa sen, cười nói, đến giờ rồi, khoai lang nướng nóng hổi ra lò đây. Chẳng mấy chốc Hàn Khiếu Thiên bưng một đĩa đồ nướng đi đến, bên trong có mấy củ khoai lang nướng. Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào. Hàn Khiếu Thiên đang thổi hơi nóng trên củ khoai lang, hai tay không ngừng chuyển củ khoai lang qua lại vì quá nóng. Ông cụ đưa củ khoai cho Dương Thanh, nóng lắm, coi chừng phỏng. Dương Thanh lột bỏ lớp vỏ khoai lang bị cháy khét, hương khoai lang nướng thơm lừng bỗng chốc xộc vào mũi anh. Chỉ nhìn màu khoai này cũng biết chắc chắn ăn rất ngon. Dương Thanh cười nói, sau đó cắn nhẹ một miếng. Cắn một miếng, mùi thơm của khoai lang lan tràn trong khoang miệng, Dương Thanh vừa hít hà vừa nhai, rất thơm. Ha ha, ăn ngon là được rồi. Thành quả lao động của mình được người khác khen ngợi, trong lòng Hàn Khiếu Thiên cảm thấy ngọt hơn ăn khoai. Trong lúc hai người đang ăn khoai thì bỗng có người gõ cửa. Vào đi! Hàn Khiếu Thiên hô lên. Sau đó, cửa biệt thự được mở ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa. Sao con lại đến đây? Hàn Khiếu Thiên nhìn thấy Hàn Diệp, cau mày hỏi. Hàn Diệp không trả lời ông cụ mà chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh đang ngồi cạnh ông cụ ăn khoai nướng. Hàn Khiếu Thiên tự tay nướng khoai lang, ngay cả ông ta cũng chưa được ăn thế mà Dương Thanh này có tài cán gì lại được ăn chứ? Bố, sao bố để cậu ta đến chỗ của bố, lại còn cho cậu ta ăn khoai do bố nướng nữa? Hàn Diệp hơi kích động. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi tại sao một kẻ bất tài bị gia tộc vứt bỏ lại được nhà họ Trần và nhà họ Quan coi trọng đến vậy, thậm chí bố mình cũng vô cùng yêu ái cậu ta. Ông ta cực kỳ không hiểu, cũng cực kỳ không phục. Hàn Khiếu Thiên nghe vậy nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ông cụ híp mắt nói, cậu Thanh là khách quý của bố, con nói xem tại sao bố cho cậu ấy đến đây. Bố, con đã điều tra được gốc gác của cậu ta. Tuy cậu ta là người của gia tộc Văn Vũ nhưng 18 năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Bây giờ cậu ta cũng chỉ là một thằng tới ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải mà thôi. Đúng là cậu ta đã cứu mạng bố nhưng nếu không có bố thì làm sao cậu ta có thể kết giao được với nhà họ Trần và nhà họ Quan chứ? Nếu muốn tính ơn cứu mạng của cậu ta với bố thì bố đã trả lại cho cậu ta gấp đôi từ lâu rồi, hoàn toàn không cần phải qua lại với kiểu người như cậu ta nữa. Hàn Diệp vội vàng nói ra hết thảy những gì mà ông ta đã điều tra được cho Hàn Khiếu Thiên nghe. Câm miệng! Hàn Khiếu Thiên giận đến run người, ông cụ bỗng quát lên, ai bảo anh điều tra cậu Thanh? Cả đời của Hàn Khiếu Thiên này có bao giờ cần phải điều tra thân phận của người khác rồi mới kết bạn với người ta đâu? Nếu anh không phải là con trai của Hàn Khiếu Thiên tôi, thì tôi đã đuổi anh ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Mặc kệ cậu Thanh có thân phận gì. Tôi chỉ biết cậu ấy là người cứu mạng tôi cũng hiểu được đạo lý có ơn phải báo. Hàn Khiếu Thiên giận không nhịn nổi. Ông cụ rất ít khi nổi giận, nhưng lần nào ông cụ nổi giận cũng đều là vì đứa con trai này. Hàn Diệp ngây người, sắc mặt trắng bệch. Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cúp điện thoại của ông ta, không chịu nghe ông ta nói những chuyện liên quan đến Dương Thanh, mà bây giờ ngay cả bố ông ta cũng không muốn nghe ông ta nói. Anh còn không cút ra ngoài cho tôi. Hàn Khiếu Thiên giận dữ chỉ tay ra cửa. Hàn Diệp tức giận, cắn răng nhìn Dương Thanh nói, nhóc con, tao mặc kệ mày có thủ đoạn gì khiến bố tao nghe lời mày như vậy, nhưng nếu để tao phát hiện ra mày ôm mục đích bất chính gì thì cho dù có chết, tao cũng sẽ không để cho mày thực hiện được đâu. Ông ta nói xong, tức giận đùng đùng rời đi. Thứ khốn nạn! Hàn Khiếu Thiên giận điên người. Dương Thanh cười chua xót, anh bỗng không biết an ủi Hàn Khiếu Thiên thế nào. Anh thật không ngờ Hàn Diệp lại chạy tới chỗ này gây chuyện với anh. Hàn Khiếu Thiên cả đời sáng suốt sao có thể sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn cỡ này. Thanh à, xin lỗi cậu nhé, tôi cũng không ngờ thứ khốn nạn này lại đi điều tra cậu. Hàn Khiếu Thiên áy náy nói. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu nói, chuyện của tôi cũng không có gì bí mật, ông chủ Hàn không cần phải để bụng, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Hàn Khiếu Thiên thở dài, nếu như nó có chút bản lĩnh thì tôi đã giao quyền cho nó từ lâu rồi. Đây là việc nhà của Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh cũng không tiện xen vào. Cậu thấy thế nào về hội giao lưu thương mại tỉnh lỵ ngày mai?
Hàn Khiếu Thiên bỗng đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc nói, hội giao lưu lần này được tổ chức sớm, hơn nữa còn do nhà họ Mạnh đăng cai nên tôi luôn cảm thấy bất an. Nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ bại. Hiển nhiên Hàn Khiếu Thiên cũng đã cảm nhận được sự bất thường, bởi trước đây luôn dựa theo trình tự các gia tộc để phân chia trách nhiệm tổ chức hội giao lưu. Vậy mà lần này, vốn nên đến lượt nhà họ Phùng của thành phố Kim Hà đứng ra tổ chức, nhưng nhà họ Phùng lại nhường cơ hội này cho nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Điểm quan trọng nhất là, một thời gian trước, vài gia tộc giàu có đã liên kết với nhau, lấy Dương Thanh làm trung tâm, cùng đối phó với nhà họ Mạnh. Tôi nghe nói, có gia tộc trong số 8 gia tộc lớn của Yến Đô cũng đã để mắt tới tỉnh Giang Bình này rồi. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng. Ý ông chủ Hàn là 8 gia tộc lớn của Yến Đô đang tính mạnh mẽ xâm nhập tỉnh Giang Bình, Dương Thanh nhíu mày hỏi. Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, cũng có thể là nâng đỡ một gia tộc nào đó thay mặt mình. Như trường hợp gia tộc họ Ngô ở thành phố Trung Hải của tỉnh bên, được gọi là vương tộc của Trung Hải, chính là một gia tộc được gia tộc Vũ Văn nâng đỡ. Nay không chỉ có gia tộc Vũ Văn và gia tộc họ Hoàng mà còn có mấy gia tộc quyền quý khác của Yến Đô cũng đều đang ra sức nâng đỡ các gia tộc đứng đầu các nơi để làm tay chân cho mình. Tôi nghi ngờ rằng, hội giao lưu lần này là một cái bẫy, gom toàn bộ những gia tộc quyền thế nhất tỉnh Giang Bình lại một chỗ mới có thể nắm cả tỉnh Giang Bình trong tay với cái giá nhỏ nhất. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên trở nên rất nặng nề, hình tượng ông lão thảnh thơi với cảnh điền viên đã không còn. Lúc này toàn bộ con người ông cụ đều toát ra một khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Đây mới là Hàn Khiếu Thiên, người xây dựng nên nhà họ Hàn một trong 3 gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ. Trước đó Quan Chính Sơn đã từng phân tích, hội giao lưu lần này do nhà họ Mạnh tổ chức có thể là để nhằm vào Dương Thanh. Hôm nay lại nghe Hàn Khiếu Thiên phân tích thêm, Dương Thanh càng thấy khả năng này rất cao. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lặng lặng sắp xếp lại sự tình trong đầu. Đầu tiên, anh dẫn theo mấy gia tộc lớn xông vào nhà họ Mạnh, nghiền nát tứ chi của Mạnh Huy ngay trước mặt mọi người. Mạnh Huy không thể chấp nhận nổi sự thật rằng hắn đã biến thành một thứ bỏ đi, bèn nhảy lầu tự sát. Sau đó, Mạnh Thiên Kiêu muốn lợi dụng Châu Ngọc Thúy để trả thù Dương Thanh, sau khi thất bại đành dùng súng tự sát. Tiếp theo, Hoàng An người theo đuổi Ngải Lâm xuất hiện, nảy sinh mâu thuẫn với Dương Thanh đánh cả anh ta và vệ sĩ của anh ta. Mẹ ruột của Mạnh Huy là bà Hoàng phái cao thủ đi giết Dương Thanh, lại bị Dương Thanh xử lý. Tiếp đó, tin Hoàng An bị giết truyền ra ngoài. Tới hôm nay, nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà lại nhường tư cách tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh gửi thư mời đi sớm hơn bình thường. Khi sâu chuỗi hết thảy các tin tức lại với nhau, dường như Dương Thanh vừa nghĩ tới điều gì, trong mắt đột ngột lóe lên một tia sáng lạnh. Nhiệt độ bên trong biệt thự dường như cũng đột nhiên giảm mạnh. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng phải dùng mình một cái. Cậu Thanh, có phải cậu vừa nghĩ ra điều gì không? Hàn Khiếu Thiên hỏi. Dương Thanh thôi không suy nghĩ nữa, lên tiếng, ông chủ Hàn, ông có quen biết bà Hoàng không? Nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn của Yến Đô, có một người đàn bà từng có qua lại với Mạnh Thiên Kiêu, hình như tên là Hoàng Mai đúng không? Hàn Khiếu Thiên hỏi. Dương Thanh gật đầu, đúng là bà ta, mấy hôm trước đã tới nhà họ Mạnh rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì lần này nhà họ Hoàng còn phái người có thân phận cao hơn bà ta, cũng đã tới nhà họ Mạnh. Rõ ràng gã đại sư Đàm mà lần trước Hoàng Mai phái tới giết Dương Thanh đã là cao thủ mạnh nhất bên cạnh bà ta rồi. Ngay cả đại sư Đàm cũng đã mất mạng trong tay Dương Thanh, hẳn Hoàng Mai đã biết, chỉ dựa vào khả năng của mình thì không làm gì được Dương Thanh. Nhưng cái chết của Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy đều có liên quan đến Dương Thanh. Chắc chắn Hoàng Mai sẽ không chịu từ bỏ ý định báo thù. Nếu muốn điều động cao thủ mạnh hơn, có lẽ phải dựa vào người có thân phận cao hơn bà ta thuộc dòng chính của nhà họ Hoàng. Thậm chí lúc này Dương Thanh còn nghi ngờ rằng, cái chết của Hoàng An cũng có liên quan tới Hoàng Mai. Dương Thanh không giấu giếm suy đoán của mình mà nói hết cho Hàn Khiếu Thiên. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên hết sức trầm trọng, ông cụ trầm ngâm một lát mới nói. Nếu đúng như những gì cậu nói thì cái chết của Hoàng An hoàn toàn có thể do Hoàng Mai gây ra. Tôi nghĩ tôi đã đoán được người nào của nhà họ Hoàng đã tới. Là ai? Dương Thanh hỏi. Người thừa kế của nhà họ Hoàng, bố của Hoàng An, Hoàng Trung. Hàn Khiếu Thiên nhìn thẳng vào Dương Thanh, nói, nhà họ Hoàng là một gia tộc có quy chế cực kỳ rõ ràng, vị trí đứng đầu gia tộc trước nay luôn dành cho người giỏi nhất. Cho nên... Mặc dù Hoàng Mai là con gái của chủ gia tộc,
nhưng vì là phụ nữ, năng lực lại chỉ có hạn nên căn bản không có thực quyền. Hoàng Trung không phải là con cháu trực hệ của chủ gia tộc họ Hoàng nhưng cũng thuộc dòng chính, lại có năng lực xuất chúng, địa vị của người này ở nhà họ Hoàng chỉ đứng sau chủ gia tộc. Nếu Hoàng Mai muốn báo thù mà người mạnh nhất bên cạnh mình đã bị cậu giết thì bà ta chỉ còn một cách, đó là mượn tay Hoàng Trung. Tính tình và lối hành xử của Hoàng Trung vốn cực kỳ bá đạo, theo như tác phong của cậu ta, nếu thật sự đến đây để báo thù cho con trai mình thì sẽ không chờ lâu đâu. Cậu ta đã tới mà vẫn chưa ra tay với cậu, điều này chỉ nói lên một việc, trong chuyến đi tới tỉnh Giang Bình lần này của cậu ta, báo thù chỉ là việc tiện thể mà thôi. Mục đích thật sự là muốn đến để nâng đỡ cho một gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, để bọn họ làm tay chân cho nhà họ Hoàng. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên đã trở nên hết sức nặng nề, có lẽ chuyện này không ảnh hưởng lớn lắm đến những gia tộc khác, nhưng đối với ba gia tộc quyền thế nhất của tỉnh Lỵ thì nó có ý nghĩa rất sâu xa. Nếu nhà họ Hoàng định nâng đỡ một vương tộc thì chỉ có thể lựa chọn từ một trong những gia tộc mạnh nhất ở đây. Tỉnh Giang Bình tuy lớn nhưng cũng chỉ có nhà họ Mạnh, nhà họ Ninh và nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ là có tư cách. Mà nay, người nhà họ Hoàng đều đã ở trong nhà họ Mạnh, điều này đã nói rõ lựa chọn của nhà họ Hoàng rồi. Vậy có nghĩa là, hội giao lưu ngày mai là một cái bẫy, ai dám đứng lên chống đối thì chính là mục tiêu để nhà họ Hoàng giết gà dọa khỉ, Dương Thanh nói. Hàn Khiếu Thiên gật đầu, lại thêm cả chuyện báo thù, mục tiêu của nhà họ Hoàng rất có thể sẽ là nhà họ Quan, nhà họ Trần hoặc nhà họ Hàn. Dương Thanh không nói gì thêm, ánh mắt lại nhuốm vài phần tàn khốc. Anh vốn không định ra tay đối đầu với 8 gia tộc của Yến Đô sớm như vậy, thật không ngờ, nhà họ Hoàng lại là gia tộc đầu tiên đối địch với mình. Hôm nay, đến cả nhà họ Trần, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng đều bị cuốn vào chuyện này. Trong hội giao lưu ngày mai, nếu nhà họ Hoàng dám lấy chúng ta làm mục tiêu cảnh cáo, vậy tôi sẽ đập gãy tay bọn chúng. Dương Thanh bỗng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy những tia sáng hung ác. Đối với anh, tỉnh Giang Bình này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, nhất là thành phố Giang Hải, giây phút bị đuổi khỏi Yến Đô 18 năm trước, anh đã định cư ở Giang Hải cùng mẹ mình. Thế mà nay lại có người dám nảy ra ý định thay đổi trật tự của Giang Bình này, Dương Thanh anh không cho phép. Hàn Khiếu Thiên chưa bao giờ điều tra thân thế Dương Thanh, ông cụ chỉ vừa mới biết được Dương Thanh là đứa con bị gia tộc Vũ Văn bỏ rơi từ lời kể lại của Hàn Diệp mà thôi. Nhưng theo như những gì ông cụ thấy được thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Dương Thanh, vứt bỏ Dương Thanh chính là tổn thất lớn nhất của gia tộc Vũ Văn. Cậu Thanh, tôi không cần biết cậu là ai, có thân phận gì, Hàn Khiếu Thiên tôi đây chỉ nhận định rằng cậu là ân nhân cứu mạng tôi thôi. Hàn Khiếu Thiên bỗng trở nên nghiêm trang. Ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn Dương Thanh, nói, kể cả nhà họ Hoàng định động đến cậu thì nhà họ Hàn tôi cũng sẽ quyết liều mạng với bọn họ. Những lời này không phải chỉ là nói cho có, người cựu binh xuất thân từ biên giới phía Bắc sao có thể là thứ hèn nhát. Đương nhiên, đây cũng là thái độ của ông cụ, ông hoàn toàn tin vào Dương Thanh. Ông cụ kiên định tin rằng, chỉ cần nhà họ Hàn duy trì được mối quan hệ với Dương Thanh thì trong lúc Dương Thanh còn sống, nhà họ Hàn nhất định sẽ không đổ. Ngay chính Dương Thanh cũng không biết Hàn Khiếu Thiên lại tin tưởng mình đến thế. Khi biết nhà họ Hoàng có ý định đối phó với anh, Hàn Khiếu Thiên lập tức tỏ thái độ đứng về phía anh, chỉ riêng ân tình này cũng đủ để Dương Thanh khắc ghi suốt đời. Vậy tôi cũng xin bảo đảm với ông chủ Hàn rằng, có tôi ở đây, nhà họ Hoàng chắc chắn phải đổ. Lời vừa mới dứt, Dương Thanh đã đứng dậy, cất bước rời đi. Trong biệt thự, lời của Dương Thanh cứ vang vọng mãi không dứt. Nhìn theo bóng dáng Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên đứng sững tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sinh con phải được thế này chứ? Mát cả ruột, lại nghĩ tới con mình, Hàn Khiếu Thiên bỗng cảm thấy thất vọng. Dương Thanh rời khỏi nhà họ Hàn, sắc trời đã tối sầm. Một chiếc Phantom màu đen phóng về hướng Giang Hải, hai bên đường, những ngọn đèn màu cam loang loáng lùi về sau rồi biến mất. Có điều, Dương Thanh mới rời khỏi nhà họ Hàn chưa được bao lâu. Một chiếc Lexus Việt dã liền bám sát phía sau. Đâu cần phải bẩn tay. Dương Thanh đã phát hiện ra chiếc xe kia từ lâu, chỉ là anh không muốn để ý đến. Nhưng không ngờ đối phương lại càng lúc càng quá quát, thậm chí có vài lần còn cố ý đụng vào xe anh. Két! Dương Thanh đột nhiên kéo phanh tay, lốp xe cọ trên mặt đường phát ra tiếng ma sát chói tai. Ngay sau đó, chiếc Phantom quay một đường cong hoàn hảo,
vừa vặn tránh được chiếc Lexus đang muốn đụng vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chiếc Lexus không kiểm soát được đã lao thẳng vào vành đai dừng hai bên đường rồi tông thẳng vào cột đèn đường. Dương Thanh dừng xe, đi ra ngoài. Bầu không khí nồng nặc mùi cao su, chiếc Phantom của Dương Thanh dừng bên cạnh. Kính cửa sổ phía trước đã vỡ từ lâu, trên mui xe và cửa ra vào có nhiều chỗ trũng xuống, lúc này cả chiếc xe thoạt nhìn như một đống sắt vụn. Lúc ra khỏi nhà họ Hàn Anh đã phát hiện xe mình bị đập nát, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ai làm chuyện này. Trước đó, lúc anh vừa tới cổng trang viên nhà họ Hàn đã gặp phải Ninh Thành Vũ dành chỗ đậu xe. Anh vốn định đợi đến ngày mai sẽ giải quyết luôn thể, không ngờ đối phương lại đến làm phiền mình nhanh như vậy. Mẹ kiếp, một thằng tới ở rể cũng dám chơi tao. Một bóng dáng trẻ tuổi bước ra từ băng ghế sau của chiếc Lexus với một cục u bầm xanh trên trán. Người này không ai khác chính là Phùng Nghĩa Cần, tay sai của Ninh Thành Vũ. Thằng danh, mày muốn chết như vậy sao? Phùng Nghĩa Cần đứng cạnh xe, sau lưng còn có hai vệ sĩ thân hình vạm vỡ. Dương Thanh khẽ nhếch miệng, trên mặt hiện ra vẻ trêu tức, người muốn chết hẳn là mày mới phải. Trước đó, trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, Phùng Nghĩa Cần hết lần này đến lần khác đóng vai tay sai trung thành, không ngừng giúp Ninh Thành Vũ đối phó với anh. Bây giờ lại tới đây, rõ ràng anh ta muốn chết quá rồi còn gì. Thằng danh, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn dám phách lối như vậy, đúng là ngu như lợn, Phùng Nghĩa Cần nham hiểm nói. Vừa nãy, lúc anh ta với Ninh Thành Vũ chia nhau ra về, Ninh Thành Vũ đã cố ý dặn dò anh ta phải khiến Dương Thanh biến mất, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội đổi đời tốt như vậy. Tuy Ninh Thành Vũ đã bị gạt bỏ khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh nhưng dựa vào thân phận dòng chính nhà họ Ninh của hắn, cũng có thể giúp Phùng Nghĩa Cần đứng vững gót chân ở nhà họ Phùng. Muốn làm gì thì làm nhanh lên, tao không có thời gian dây dưa với mày đâu. Dương Thanh hơi mất kiên nhẫn nói. Nếu mày muốn đi đầu thai sớm vậy tao sẽ tiễn mày lên đường ngay. Phùng Nghĩa Cần nghiến răng phất tay, lên đi. Anh ta vừa nói xong, hai vệ sĩ phía sau liền xông thẳng vào Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh lại rất bình tĩnh đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương càng lúc càng tới gần. Phùng Nghĩa Cần nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng khoái trá, anh ta nhìn không được cười lớn, rác rưởi đúng là rác rưởi. Vừa nhìn thấy cao thủ của nhà họ Phùng đã sợ đến nỗi không dám nhúc nhích luôn rồi. Trong lúc nói chuyện anh ta đã gọi điện thoại cho Ninh Thành Vũ, cười ha ha nói, cậu Vũ, tôi báo cho cậu tin mừng, thằng danh kia đã bị tôi, Phùng Nghĩa Cần còn chưa nói hết đã im bặt. Bởi vì hai gã vệ sĩ của anh ta lúc này bị Dương Thanh đạp bay đến dưới chân anh ta như hai quả bóng cao su. Lúc này trong miệng, mũi của hai gã vệ sĩ kia đều là máu. Nằm bất động trên mặt đất, không biết sống chết. Nhưng việc khiến anh ta thật sự khiếp sợ chính là Dương Thanh cách xa chỗ của anh ta tới 10 mét, nói cách khác cao thủ của nhà họ Phùng mà anh ta vẫn luôn cảm thấy tự hào đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa 10 mét chỉ trong nháy mắt. Phùng Nghĩa Cần, anh nói tiếp đi, có phải thằng danh kia đã bị giết chết rồi không? Giọng nói của Ninh Thành Vũ hơi phấn khích. Lúc đầu hắn theo đuổi Hàn Phi Phi là vì làm theo lệnh của gia tộc nhưng dù hắn có cố gắng thế nào Hàn Phi Phi cũng dửng dưng. Cuối cùng chịu không nổi, để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Ninh, nên hắn đã dùng thủ đoạn hòng chiếm đoạt Hàn Phi Phi. Nhưng lại bị cao thủ âm thầm bảo vệ bên cạnh Hàn Phi Phi do Hàn Khiếu Thiên sắp xếp phát hiện được cho nên mới tránh được bi kịch xảy ra. Bởi vì chuyện này mà nhà họ Hàn và nhà họ Ninh suýt chút nữa đã khai chiến. Cuối cùng nhà họ Ninh đã phải trả giá đắt mới dập tắt được lửa giận trong lòng Hàn Khiếu Thiên. Kể từ đó, Ninh Thành Vũ vốn thuộc về trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh suýt chút nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Nếu không phải bố hắn là người thừa kế của nhà họ Ninh thì hắn đã bị đuổi khỏi gia tộc từ lâu rồi. Sau đó, vẫn là bố hắn đã nhiều lần cầu xin nên chủ gia tộc họ Ninh mới đồng ý cho hắn một cơ hội. Đó là hắn phải theo đuổi được Hàn Phi Phi thì mới để hắn trở lại trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh. Trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, cô ta lại công khai thích Dương Thanh trước mặt mọi người, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ tức giận đến cỡ nào. Nếu Dương Thanh không chết thì hắn không cách nào lên nắm quyền nhà họ Ninh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần lại gọi điện thoại tới nói Dương Thanh sắp bị giết, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ kích động đến mức nào. Chỉ là lúc này Phùng Nghĩa Cần đã sợ đến cả người sụi lơ, sao có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh chứ? Khốn kiếp, anh nói chuyện đi chứ. Con mẹ nó anh điếc rồi à?
Mau trả lời đi, rốt cuộc thằng nhãi kia chết chưa? Phùng Nghĩa cần tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không chịu nói chuyện nữa thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Phùng Nghĩa cần không nói lời nào, khiến Ninh Thành Vũ giận như điên. Thật ngại quá, tôi vẫn còn sống khỏe. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên. Bên kia điện thoại, lúc Ninh Thành Vũ nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức xanh mét, tại sao lại là anh? Phùng Nghĩa cần đâu? Dương Thanh cúi đầu liếc nhìn Phùng Nghĩa cần cả người run lẩy bẩy ngồi sụi lơ trên đất, híp mắt nói, hắn sắp xuống dưới rồi, mày cũng đừng sốt ruột, tao sẽ đích thân đưa mày xuống dưới tìm hắn nhanh thôi. Dương Thanh nói xong thì cúp luôn điện thoại. Phùng Nghĩa Cần đã nghe thấy tất cả những gì Dương Thanh nói với Ninh Thành Vũ, lúc này anh ta cảm thấy một bầu không khí đáng sợ bao trùm lấy anh ta. Anh Thanh, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Hết thảy mọi chuyện đều là do Ninh Thành Vũ ép tôi làm. Anh Thanh, anh rộng lượng tha cho tôi đi. Anh cứ xem tôi là con sâu cái kiến nhỏ nhoi, xin anh tha cho tôi đi. Không đúng. Ngay cả con sâu tôi cũng không bằng, anh giết tôi chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Phùng Nghĩa cần sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, anh ta quỳ dưới đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Anh ta thật sự sợ hãi. Lúc nãy chính mắt anh ta nhìn thấy hai vệ sĩ của mình còn chưa đụng đến Dương Thanh thì đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa mười mấy mét. Anh ta biết rõ vệ sĩ của mình mạnh cỡ nào. Lúc này, nếu anh ta không cầu xin tha thứ sợ rằng chỉ có nước chết. Hơn nữa lúc nãy Dương Thanh đã nói với Ninh Thành Vũ, muốn anh ta đi xuống dưới trước đợi Ninh Thành Vũ. Anh ta biết đi xuống dưới mà Dương Thanh nói là có ý gì. Mày nói không sai, giết mày sẽ làm bẩn tay tao. Dương Thanh bỗng nói. Phùng Nghĩa cần nghe vậy vui mừng khôn xiết, như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, anh ta phấn khởi nói cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn anh Thanh, từ nay về sau, em sẽ xem anh như tổ tiên của mình. Phong Nghĩa cần chưa kịp nói xong, lồng ngực đã bị một lực mạnh đánh vào, cả người vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong khoảng không, sau đó ngã mạnh xuống giữa đường. Mà lúc này lồng ngực của anh ta đã lõm sâu xuống, sức sống biến mất trong nháy mắt. Giết mày, cần gì phải bẩn tay? Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, xoay người lên xe rời khỏi đi. Mưu lược của Dương Thanh. Xưa nay Dương Thanh không phải là người dễ mềm lòng. 5 năm chinh chiến đã khiến anh trải qua quá nhiều chuyện anh lừa tôi gạt rồi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ, đối phương còn muốn giết chết mình. Nếu đã vậy thì sao còn giữ lại mạng hắn để hắn tiếp tục làm sằng làm bậy hại người chứ? Tại nhà họ Ninh, tỉnh Lỵ. Trong một ngôi biệt thự sang trọng độc lập, Ninh Thành Vũ đang nói chuyện điện thoại với Phùng Nghĩa Cần, nhưng chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng của Dương Thanh rồi. Khốn kiếp! Dám uy hiếp tao cơ đấy. Vẻ mặt Ninh Thành Vũ cực kỳ giận dữ khi bị Dương Thanh cắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn mạng của Ninh Thành Vũ tao á hả? Cho dù tao cho, mày dám lấy không? Sau đó, Ninh Thành Vũ gọi thêm vài cuộc cho Phùng Nghĩa Cần, nhưng không ai bắt máy cả. Điều này khiến Ninh Thành Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Mặc dù không coi lời đe dọa của Dương Thanh ra gì, nhưng hắn rất hiểu Phùng Nghĩa Cần. Cho dù nửa đêm gà gáy, anh ta cũng sẽ không bao giờ dám từ chối cuộc gọi của mình đâu. Nhưng bây giờ, gọi đến mấy cuộc mà anh ta cũng không bắt máy. Lẽ nào anh ta có chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, tim Ninh Thành Vũ đột nhiên đập mạnh. Hắn biết rõ đám vệ sĩ bên cạnh Phùng Nghĩa Cần mạnh như thế nào, một thằng ở rể làm sao dám giết Phùng Nghĩa Cần chứ? Trong lúc đang hoang mang đợi Phùng Nghĩa Cần gọi lại, cuối cùng điện thoại di động của hắn cũng reo lên. Hắn liền vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đó là Phùng Nghĩa Cần. Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, trong lòng hắn càng hoang mang hơn. Ai vậy? Chuông reo rất lâu hắn mới bắt máy. Xin chào cậu Vũ, tôi là Phùng Toàn, bố của Phùng Nghĩa Cần. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ số lạ nói rằng con trai tôi bị cậu giết vì không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho, có phải thế không? Một giọng nói tang thương vang lên. Hình như hơi run run. Ninh Thành Vũ nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, tức giận nói bừa. Phùng Nghĩa Cần đã theo tôi bao lâu nay, sao tôi có thể giết anh ta được? Cậu Vũ bất giận, chỉ là tôi không liên lạc với nó được, và lại vừa rồi nhận được một cuộc gọi của số lạ, nên có hơi lo lắng, mong cậu Vũ đừng trách, Phùng Toàn vội nói. Sau khi cúp điện thoại,
Ninh Thành Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Với sự hiểu biết của hắn về Phùng Nghĩa Cần, không thể có chuyện lâu như vậy rồi mà anh ta không gọi lại được. Vậy mà lại có người gọi điện thoại cho Phùng Toàn và nói rằng Phùng Nghĩa Cần đã bị hắn giết chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu Vũ, không xong rồi, trong cốp xe của cậu có một cái xác. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nói. Cái gì, xác chết? Đột nhiên Ninh Thành Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng sộc thẳng lên đầu, hắn túm chặt lấy cổ áo của tên hầu, là xác của ai? Hình như là của Phùng Nghĩa Cần. Tên hầu dè dặt nói. Đoàng! Ninh Thành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nổ bùm lên một tiếng. Hắn đẩy tên hầu ra rồi lao ra khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy một chiếc Bentley màu xanh da trời đang đậu trước cổng biệt thự. Đây là chiếc xe mà Ninh Thành Vũ thích nhất, là phiên bản giới hạn. Hồi đó phải mất hơn 20 triệu, với cả phải nhờ quan hệ mới mua được. Lúc này, cốp xe đã được mở ra, bên trong chỉ thấy một cái xác. Phùng Nghĩa Cần. Khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, hắn trợn to mắt, chân bước loạng choạng, lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại những gì Dương Thanh đã nói với mình. Hắn vốn không tin Dương Thanh dám giết Phùng Nghĩa Cần, nhưng bây giờ, Phùng Nghĩa Cần quả thực đã bị giết. Cậu Vũ, bây giờ phải làm sao đây? Tên hầu lo lắng nói. Tên hầu biết Phùng Nghĩa Cần là người của Ninh Thành Vũ, nhưng bây giờ anh ta đã là một cái xác. Những cái này không quan trọng, mà quan trọng là Phùng Nghĩa Cần là con trai duy nhất của Phùng Toàn, chủ nhà họ Phùng, có địa vị rất cao trong nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng tuy được nhà họ Ninh nâng đỡ, nhưng nhà họ Ninh cũng đang lôi kéo nhà họ Phùng. Nhiều năm qua, nhà họ Ninh đã thu được rất nhiều lợi ích từ nhà họ Phùng không hề nợ nhà họ Ninh bất cứ thứ gì. Trong những năm qua, nhà họ Phùng ngày càng lớn mạnh, họ cũng đã thiết lập mối quan hệ với nhà họ Mạnh, và có hơi hướng tách khỏi nhà họ Ninh. Ngay cả quyền tổ chức buổi giao lưu lần này cũng giao cho nhà họ Mạnh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần chết trong xe của Ninh Thành Vũ thế này, một khi bị hiểu lầm, e là nhà họ Phùng sẽ không chút do dự mà bắt tay với nhà họ Mạnh. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Rất nhanh, Ninh Thành Vũ đã lấy lại được bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn tên hầu và cảnh cáo, chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung, tên hầu vội vàng nói. Được rồi, mau đi xử lý đi. Ninh Thành Vũ quát. Hắn là người mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Thi thể của Phùng Nghĩa Cần đã nằm trong xe hắn, cho dù có thích chiếc xe này đến mấy, hắn cũng sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Vốn dĩ hắn nên nói thật chuyện này cho nhà họ Phùng biết, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, hắn lại không có bằng chứng chứng minh Phùng Nghĩa Cần là bị Dương Thanh giết. Vì theo hắn thấy, Dương Thanh cũng chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải, hoàn toàn không thể giết chết một Phùng Nghĩa Cần được hai vệ sĩ bảo vệ được. Giờ đây xác của Phùng Nghĩa Cần lại xuất hiện trong xe của hắn, mồm năm miệng mười cũng không thể giải thích được chuyện này. Nếu đã như vậy, cách duy nhất để tránh sự nghi ngờ của nhà họ Phùng là tiêu hủy cái xác. Cùng lúc đó, ở thành phố Kim Hà, nhà họ Phùng. Trong một căn biệt thự, Phùng Toàn ngồi một mình trong phòng làm việc, trong tay cầm một tập tài liệu, trên bàn còn có mấy tập tài liệu khác nữa. Tất cả đều là báo cáo công việc của các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Phùng. Ông ta kế thừa chức chủ gia tộc chưa đầy 6 tháng, nhưng trong 6 tháng ngắn ngủi này, tài sản của nhà họ Phùng đã tăng 5%. Tất cả đều là công lao của ông ta. Nhưng không biết tại sao, mí mắt ông ta cứ giật nãy giờ. Chắc do quá mệt mỏi thôi. Mí mắt không ngừng giật khiến Phong Toàn có chút buồn bực không nói nên lời. Ông ta đặt tập tài liệu xuống, dựa vào ghế, nhắm chặt mắt, đưa hai tay xoa xoa thái dương. Đúng lúc này, di động đột nhiên reo lên, là tiếng chuông tin nhắn. Trong 6 tháng làm chủ gia tộc, có nhiều chuyện ông ta đích thân làm, cũng có nhiều chuyện sẽ do các giám đốc điều hành cấp cao báo cáo với ông ta qua tin nhắn. Nghe thấy âm báo tin nhắn, ông ta lập tức cầm máy lên. Phùng Nghĩa Cần bị người của Ninh Thành Vũ đưa đến nghĩa địa, chuẩn bị tiêu hủy thi thể. Là một tin nhắn nặc danh. Vẻ mặt của Phong Toàn thay đổi rõ rệt, ông ta vội vàng gọi lại. Nhưng khi gọi lại thì đó lại là số không có thật. Đúng lúc này, một tin nhắn nặc danh khác lại đến,
lần này là một đoạn video ngắn. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Được rồi, mau đi xử lý đi. Khi Phùng Toàn bấm vào video, ông ta nhìn thấy Ninh Thành Vũ và tên hầu của hắn đang đứng chỗ cốp sau của một chiếc Bentley màu xanh da trời. Mà trong cốp xe có một cái xác, đó chính là con trai ông ta, Phùng Nghĩa Cần. Tới hội giao lưu Nghĩa Cần. Phùng Toàn tức giận hét lên, đôi mắt đỏ như máu. Thời còn trẻ, ông ta vốn muốn sinh mấy đứa con. Nhưng tạo hóa trêu người, sau khi Phùng Nghĩa Cần được sinh ra, vợ ông ta đã không thể sinh con được nữa. Bởi vì chỉ có một đứa con trai như vậy, cho nên Phùng Toàn cực kỳ nuông chiều, từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào chuyện của Phùng Nghĩa Cần. Từ sau khi Phùng Toàn lên làm chủ gia tộc, Phùng Nghĩa Cần dường như trưởng thành sau một đêm, chủ động qua lại thân thiết với Ninh Thành Vũ. Tất cả những điều này đều là giúp nhà họ Phùng có thêm chỗ dựa. Nhưng bây giờ anh ta đã bị giết, còn là bị Ninh Thành Vũ giết chết nữa. Có thể tưởng tượng được Phùng Toàn phẫn nộ tới mức nào. Người đâu? Phùng Toàn lao ra khỏi phòng, tức giận gầm lên một tiếng và ra lệnh, chuẩn bị xe đi tới nghĩa địa. Nghĩa địa ở nơi giáp danh giữa thành phố Kim Hà và tỉnh Lỵ, nhà họ Phùng ở gần nghĩa địa hơn nhà họ Ninh. Người nhà họ Phùng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phùng Toàn nóng nảy như vậy. Nửa giờ sau, một chiếc Mercedes Việt dã màu đen dừng ở lối vào của nghĩa địa. Tối nay trăng rất tròn, dường như treo ngay trên đỉnh đầu vậy. Nghĩa địa vốn là khu mộ, xung quanh hoang vắng. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy những bia mộ lộn xộn không theo quy tắc nào. Trời đã vào thu, một trận gió thu thổi qua khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, Phùng Toàn đang đứng ở đầu xe, qua ánh trăng có thể thấy đôi mắt ông ta đỏ ngầu. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng một trái một phải phía sau ông ta. Đây là hai vệ sĩ mạnh nhất của nhà họ Phùng. Hai vệ sĩ còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Lúc này bọn họ đứng sau lưng Phùng Toàn không dám nói một câu nào. Từng giây từng phút trôi qua, đại khái khoảng 10 phút. Một ánh đèn lóa mắt đột nhiên xuất hiện gần đó. Càng tới gần chỗ của Phùng Toàn thì ánh đèn lại càng chói mắt hơn. Người của Ninh Thành Vũ không nhận ra Phùng Toàn. Từ phía xa chỉ nhìn thấy một chiếc Mercedes Việt dã màu đen và mấy người đứng bên cạnh xe. Các người là ai? Mau tránh ra. Tên hầu nhà họ Ninh dừng xe ở trước mặt Phùng Toàn, phách lối nói. Phùng Toàn không nói lời nào nhưng đôi mắt lại vô cùng dữ tợn. Chính là chiếc Bentley màu xanh da trời này, và còn có người lái xe kia đã xuất hiện trong đoạn video ngắn vừa nãy. Mà thi thể con trai của ông ta đang ở cốp sau. Mẹ kiếp! Thấy Phùng Toàn không tránh đường, tên hầu của nhà họ Ninh tức giận nói, gã ngu ở đâu tới thế? Có biết ông đây là ai không hả? Ông đây là người của Ninh Thành Vũ, cậu chủ nhà họ Ninh. Ông dám cản đường tôi chính là cản đường của cậu Vũ, ông chán sống rồi sao? Tao đúng là cản đường của nhà họ Ninh mày đấy. Phùng Toàn dữ tợn, vung tay lên, giết. Hai vệ sĩ một trái một phải lao về phía chiếc Bentley. Đến lúc này, tên hầu nhà họ Ninh mới ý thức được mục đích của đối phương không hề tốt lành gì. Tên hầu lập tức kinh hồn bạt vía, luống cuống tay chân, vừa định khởi động xe thì nghe rầm một tiếng, cửa xe bên phía ghế lái đã bị người đàn ông vạm vỡ bên ngoài giật mạnh ra. Rốt cuộc các người là ai hả? Tên hầu nhà họ Ninh bị vệ sĩ nhà họ Phùng lôi từ trong xe ra, gã vô cùng sợ hãi. Giết! Phùng Toàn với hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét. Rắc! Theo một tiếng xương gãy vang lên, tên hầu nhà họ Ninh đã bị bẻ gãy cổ, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết, tên hầu nhà họ Ninh vẫn không biết người ra lệnh giết mình là Phùng Toàn. Phùng Toàn đi tới cốp sau của xe, vệ sĩ vội vàng bước lên và mở ra. Quả nhiên, thi thể nằm ở bên trong chính là Phùng Nghĩa Cần. Nghĩa Cần con của bố. Con yên tâm, chắc chắn bố sẽ tự tay giết chết kẻ thù thay con. Hai mắt Phùng Toàn đỏ hoe, cố không rơi nước mắt. Hai vệ sĩ phía sau nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Phùng Toàn luôn thận trọng vững vàng lại thất thố như vậy. Ở nơi khác, Ninh Thành Vũ thu xếp cho người đi nghĩa địa đốt thi thể xóa dấu vết xong, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người về.
Chẳng lẽ thằng khốn kia lén mang xe của mình đi bán rồi, Ninh Thành Vũ tức giận nói. Mặc dù chiếc xe kia là hàng second hand nhưng vẫn là loại giới hạn số lượng, giá bây giờ tuyệt đối không thấp hơn lúc trước. Một giờ trôi qua, tên hầu vẫn chưa về. 1:30 trôi qua, vẫn chưa thấy người về. 2 giờ trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Ninh Thành Vũ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn không có ai nghe máy. Điều này làm hắn có dự cảm cực kỳ không lành. Khốn kiếp, rốt cuộc mày ở đâu? Ninh Thành Vũ giận dữ hét lên, cầm cốc nước trên bàn bên cạnh và ném mạnh xuống đất. Nhưng người của hắn đã chết, cho dù hắn có đập cả biệt thự thì người cũng không về được. Lúc này, Phùng Toàn đã mang theo thi thể của Phùng Nghĩa Cần tới nghĩa trang công cộng ở ngoại ô phía Bắc và bí mật chôn cất. Không phải ông ta không muốn làm một tang lễ đàng hoàng cho Phùng Nghĩa Cần mà tạm thời còn chưa thể làm như vậy được. Bây giờ địa vị nhà họ Phùng quá yếu, không chịu nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Ninh. Điều ông ta có thể làm bây giờ là nhịn. Chờ qua ngày mai, nhà họ Ninh sẽ phải trả giá đắt cho điều này. Lần này, hội giao lưu cứ 3 năm tổ chức một lần ở tỉnh Giang Bình vốn đến lượt nhà họ Phùng tổ chức, lại bị nhà họ Mạnh chiếm lấy. Nhà họ Mạnh đã hứa với nhà họ Phùng, một khi nhà họ Mạnh lên làm vương tộc của tỉnh Giang Bình thì nhà họ Phùng cũng được xem là tướng tộc Giang Bình, cho dù là nhà họ Ninh cũng không dám khinh thường nhà họ Phùng. Trong lúc Ninh Thành Vũ đang sốt ruột chờ tên hầu về, Phùng Toàn căm giận nhà họ Ninh thì Dương Thanh kẻ gây họa này đã trở lại dinh thự Vân Phong. Anh vừa dừng xe đã nhận được một tin nhắn, xong chuyện. Ai có thể ngờ được tất cả những điều này là do Dương Thanh sai người đi làm. Rạng sáng hôm sau, Dương Thanh lên đường đi tới tỉnh Lỵ. Hôm nay là hội giao lưu thương mại 3 năm một lần của tỉnh Giang Bình, còn có nhà họ Hoàng với dã tâm muốn chiếm lấy tỉnh Giang Bình, tất nhiên Dương Thanh không thể vắng mặt. Cậu Thanh, cậu xác định muốn đích thân đi tới hội giao lưu à? Trên đường lên tỉnh, Quan Chính Sơn hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta đã đoán được từ lâu, hội giao lưu lần này rất có thể sẽ gây bất lợi cho Dương Thanh. Cho dù ông ta hoàn toàn tin tưởng vào Dương Thanh, nhưng nghĩ tới phía sau nhà họ Mạnh có thể có nhà họ Hoàng ủng hộ, ông ta vẫn hơi lo lắng. Dương Thanh cười nhạt, ông sợ à? Quan Chính Sơn vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, Quan Chính Sơn tôi đã là lão già sắp xuống lỗ thì còn sợ gì nữa? Tôi chỉ lo nhà họ Mạnh liên thủ với nhà họ Hoàng sẽ có sự chuẩn bị. Ông nội, cháu ủng hộ cậu Thanh tới hội giao lưu. Mặc dù có mạo hiểm nhưng biết đâu chừng sẽ là một cơ hội cho cậu Thanh. Lúc này, Quan Tuyết Tùng ngồi ở ghế phụ chợt nói. Anh ta là chủ gia tộc hiện tại của nhà họ Quan, tất nhiên cũng muốn tham gia vào hội giao lưu 3 năm tổ chức một lần này. Quan Chính Sơn nghe vậy thì chợt sửng sốt, sau đó cười cay đắng lắc đầu, tôi già thật rồi. Dương Thanh mỉm cười, ông yên tâm, Chiêu Châu rộng lớn còn chưa sinh ra người có thể làm gì được Dương Thanh tôi đâu. Mặc dù nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, trong gia tộc đúng là có rất nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được Dương Thanh. Phá hỏng chuyện tốt của anh. Hôm nay tỉnh Lỵ vô cùng náo nhiệt, đường xá đặc biệt đông đúc. Người xe nô nức, đặc biệt là khách sạn Trung Châu nơi tổ chức hội giao lưu. Bởi vì đây là hội giao lưu thương mại 3 năm một lần nên hầu hết các thế lực đứng đầu trong tỉnh Giang Bình đều đến. Ngoài các gia tộc hàng đầu, tất nhiên rất nhiều gia tộc nhỏ cũng không thể bỏ qua sự kiện lớn này. Chỉ có các gia tộc quyền thế nhất của các thành phố mới có tư cách tham gia hội giao lưu thật sự. Những gia tộc, thế lực khác lại có thể mượn sự kiện lớn này để giao lưu với các gia tộc ở các thành phố khác. Cậu Thanh, phải đến 8 giờ tối thì hội giao lưu mới bắt đầu. Quan Chính Sơn nói, nhìn chung, mỗi lần tổ chức hội giao lưu sẽ có một vài ông chủ không có tư cách tham gia hội giao lưu mang một vài thứ tốt tới để bán. Nếu may mắn, không chừng còn có thể gặp được một vài thứ thú vị đấy. Dương Thanh khẽ gật đầu, tất nhiên anh hiểu rõ điểm này. Phải đến tối thì hội giao lưu mới bắt đầu. Anh tới sớm là để cảm nhận sự kiện lớn 3 năm mới tổ chức một lần này. Quan Chính Sơn đột nhiên nói, trong thời gian diễn ra hội giao lưu, khách sạn Trung Châu sẽ ở trong tình trạng đóng cửa, chỉ có người mang theo thư mời của hội giao lưu mới có thể đi vào. Chỉ cần cậu đưa ra thư mời là có thể vào khách sạn. Ở bên trong khách sạn còn có một ít thứ tốt do phía tổ chức chuẩn bị, cũng có vài thứ được người ta nhờ phía tổ chức bán như tranh chữ cổ, nói chung cần gì cũng có. Ngoài ra,
còn có một vài chiếc siêu xe bản giới hạn số lượng và trang viên giá trị lớn cũng có thể được đem ra bán. Các quảng cáo trên băng rôn và phát trên màn hình xung quanh khách sạn đều có giá rất cao. Thậm chí có người sẵn lòng bỏ ra mấy trăm triệu để được phát tin quảng cáo trên màn hình của khách sạn. Dương Thanh hơi kinh ngạc khi nghe Quan Chính Sơn nói vậy, không hổ danh là sự kiện thương mại lớn 3 năm một lần, còn thể hiện vô cùng chính xác hai chữ thương mại, này nữa. Đúng vậy, thế nên mỗi lần, bên tổ chức đều có thể thu được lợi ích cực lớn. Quan Chính Sơn cảm khái nói, đặc biệt là màn hình cực lớn bên ngoài khách sạn, bọn họ còn phải đấu giá mới có thể được phát tin quảng cáo trên đó. Mỗi lần diễn ra hội giao lưu, tình hình bên ngoài đều sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả nước, thậm chí ở nước ngoài cũng có thể xem được. Chỉ riêng tiền quảng cáo trên màn hình xung quanh phía ngoài khách sạn đã là một khoản tiền lớn rồi. Dương Thanh thấy được mở rộng tầm mắt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tới tham dự sự kiện lớn như vậy, quả thật vô cùng tò mò. Cậu Thanh, bây giờ cậu muốn đi dạo bên ngoài hay về khách sạn nghỉ ngơi? Quan Chính Sơn chợt hỏi. Dương Thanh mỉm cười, các ông không cần để ý tới tôi đâu. Chờ hội giao lưu bắt đầu, tôi sẽ tới hội trường. Bây giờ tôi muốn ra ngoài tham quan một chút. Sau khi đuổi Quan Chính Sơn và Quan Tuyết Thùng đi, Dương Thanh xoay người rời đi. 8 giờ tối mới bắt đầu hội giao lưu, anh còn có rất nhiều thời gian để tham quan bên ngoài. Dương Thanh mới đi được mấy bước thì nghe có một giọng nói vui mừng và bất ngờ đột nhiên vang lên sau lưng. Sao cô cũng tới đây thế? Dương Thanh quay đầu lại và thấy bất ngờ. Tô San hơi kích động nói, làm sao tôi có thể bỏ qua sự kiện lớn 3 năm một lần như vậy được? Cậu Thanh! Lúc này, lại có một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là Tô Thành Vũ. Lần này, Tô Thành Vũ còn dẫn theo một cô gái trẻ, trông trẻ hơn Tô San nhưng rất giống cô ta. Gương mặt cô gái cũng đặc biệt xinh đẹp, chỉ là có vẻ lạnh lùng xa cách. Dương Thanh biết Tô San còn có một cô em gái, rõ ràng chính là cô gái này. Nếu không phải vì Tô San, Dương Thanh sẽ không bao giờ để ý tới Tô Thành Vũ. Lần trước, anh tới nhà họ Mạnh tìm Châu Ngọc Thúy và cố ý để lộ tin tức. Nhưng anh phải thất vọng vì nhà họ Tô không đi. Tô Thành Vũ rõ ràng cũng hiểu Dương Thanh không xem trọng mình. Ông ta mỉm cười và nói với cô gái bên cạnh. Hàm hàm, người này chính là cậu Thanh mà bố từng nói với con. Cô gái thờ ơ nhìn Dương Thanh và giới thiệu bản thân một cách máy móc, chào anh Thanh, tôi là Tô Hàm. Dương Thanh khẽ gật đầu, chào cô. Dương Thanh, anh muốn vào trong à? Tô San cười hỏi. Dương Thanh lắc đầu, giờ còn sớm, tôi tính đi dạo ở bên ngoài trước. Tôi cũng đang có ý đó, tôi đi với anh. Tô San vui vẻ nói. Dương Thanh còn chưa kịp nói gì. Tô Thành Vũ đã nói, San San, con tương đối quen thuộc với tình hình của hội giao lưu, đúng lúc giới thiệu cho cậu Thanh biết đi. Bố và em gái con vào trước đây. Cậu Thanh, buổi tối gặp sau. Tô Thành Vũ nói xong thì dẫn theo Tô Hàm đi vào khách sạn Trung Châu. Dương Thanh, sự kiện lớn như vậy, sao anh không dẫn Thanh Tâm đi, Tô San hỏi. Dương Thanh lắc đầu, gần đây công việc trong công ty tương đối bận, cô ấy không có thời gian. Khoảng thời gian trước. Dương Thanh đã nói với Tần Thanh Tâm về chuyện hội giao lưu. Kết quả gần đây công việc của tập đoàn Tam Hòa đặc biệt bận rộn, cô không có thời gian rảnh. Biết Tần Thanh Tâm sẽ không tới, Tô San lập tức vui mừng và đột nhiên khoác tay Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, vô thức muốn rút tay về. Đúng lúc này, Tô San đột nhiên vừa cười vừa nói, ở đây đông người quá, tôi đi giày cao gót sợ bị ngã, đành phải mượn tay anh dùng một lát. Anh sẽ không để ý chứ? Tô San đã nói như vậy, nếu mình còn rút tay về thì quả thật có chút không phải. Đối diện khách sạn Trung Châu là sân vận động tỉnh. Mỗi lần diễn ra hội giao lưu, trong sân vận động sẽ bố trí nhiều gian hàng, rất nhiều doanh nhân nhỏ sẽ mang theo sản phẩm tới đây bán. Tô San chỉ vào sân vận động ở bên kia đường nói, sau đó lại chỉ vào khách sạn bên cạnh sân vận động, đó là khách sạn Lục Châu, xem như là một hội giao lưu phiên bản thấp. Một vài gia tộc tuyến 1 tuyến 2 không có tư cách tham gia hội giao lưu thật sự thì chỉ có thể tập trung ở đó. Tô San thật sự biết rất rõ về tình hình của hội giao lưu. Dương Thanh không biết gì về những điều cô ta vừa nói. Dương Thanh. Trong lúc Tô San đang kéo Dương Thanh đi dạo xung quanh, đột nhiên có mấy người từ phía trước đi tới. Không ngờ người dẫn đầu kia là Hàn Diệp. Hàn Diệp rất ghét Dương Thanh. Tối hôm qua ở nhà họ Hàn.
ông ta đã cảnh cáo, bảo anh cách xa Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi ra. Sau đó, ông ta thậm chí chạy tới biệt thự của Hàn Khiếu Thiên, muốn đuổi Dương Thanh đi. Kết quả là ông ta bị Hàn Khiếu Thiên đuổi ra ngoài. Sếp Hàn. Dương Thanh do dự một lát nhưng vẫn lên tiếng chào. Sắc mặt Hàn Diệp đặc biệt khó coi. Nếu không phải Hàn Khiếu Thiên cảnh cáo ông ta đừng động tới Dương Thanh, ông ta đã sai người ra tay từ lúc ở trang viên nhà họ Hàn tối qua rồi. Lúc này, ông ta vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy Tô San thân mật khoác cánh tay Dương Thanh. Hôm qua Hàn Phi Phi đã nói thích Dương Thanh ngay trước mặt mọi người. Giờ mới qua một đêm, bên cạnh anh đã có niềm vui mới. Quả nhiên cậu không phải là người tốt, uổng cho con gái tôi thích cậu như vậy, không ngờ cậu lại lăng nhăng như vậy. Hàn Diệp lạnh mặt nói, nếu để cho tôi biết cậu dám tiếp cận con gái tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hàn Diệp nói xong đã dẫn người rời đi. Dương Thanh khẽ nhíu mày, người này thật sự rất ghét mình. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của anh đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Lúc này, đối phương cũng đang kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Dương Thanh gần như theo phản xạ có điều kiện rút cánh tay khỏi vòng tay của Tô San, trên mặt còn có phần hoảng loạn. Y, sao em tới đây? Dương Thanh thấy rất chột dạ, đi lên hỏi. Tần Y cắn môi, thất vọng nói, nếu em không đến sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh, đúng không? Em là em gái. Lúc này, hai mắt Tần Y đỏ hoe, vô cùng bi thương và thất vọng. Trong lòng cô ta, Dương Thanh vẫn luôn là hình tượng một người chồng hoàn hảo. Cô ta thấy tự hào khi chị mình có thể lấy được người đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng hôm nay, bạn thân nhất của chị mình lại khoác tay Dương Thanh, có thể tưởng tượng được cô ta thất vọng về Dương Thanh tới mức nào. Y, em đừng hiểu nhầm, anh và Tô San mới gặp nhau, bên này quá đông người mà cô ấy lại đi giày cao gót, cô ấy sợ ngã mới khoác tay anh thôi. Dương Thanh lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích. Sự thật đúng là vậy. Nhiều năm qua, anh chỉ có một người phụ nữ là Tần Thanh Tâm. Trong lòng anh cũng chỉ có cô thôi. Tô San, cô mau giải thích với Y đi, Dương Thanh cuống lên nói. Lúc này Tô San mới lấy lại tinh thần, giả vờ hoảng loạn, Y, Dương Thanh nói thật đấy, em đừng nói chuyện này cho chị em biết nhé. Nếu chị đã nói là tôi hiểu nhầm các người, sao chị còn sợ tôi nói chuyện này cho chị tôi biết? Tần Y nhìn về phía Tô San chất vấn với vẻ châm chọc. Tô San hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe như trực khóc, nắm lấy cánh tay của Tần Y và cầu xin, Y, xem như chị cầu xin em tuyệt đối đừng nói cho chị em biết đấy. Bọn chị là bạn thân nhiều năm như vậy, chị thật sự rất quý trọng tình cảm giữa bọn chị. Nếu thật sự để Thanh Tâm hiểu nhầm, cô ấy sẽ nhìn chị thế nào? Lúc này, Tô San trông như đang giải thích lại có vẻ chột dạ. Cô ta không giải thích còn tốt, nhưng cố gắng giải thích như vậy, trái lại làm Tần Y càng xác định quan hệ giữa người phụ nữ này và Dương Thanh không trong sáng. Câm miệng! Tần Y tức giận nói, người phụ nữ như chị hoàn toàn không xứng làm bạn thân của chị tôi. Xem như chị tôi mù mới xem chị là chị em tốt. Cô ta tức giận nhìn Dương Thanh, em nhất định sẽ tự mình nói chuyện này cho chị em biết. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Cô ta nói dứt lời thì quay người rời đi. Dương Thanh cũng bối rối. Giữa mình và Tô San vốn không có bất cứ quan hệ gì. Mình chỉ bị khoác tay, sao Tần Y phải kích động như thế? Anh không sợ Tần Y nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm biết, nhưng rất khó chịu khi bị cô ta nghi ngờ. Dương Thanh, xin lỗi, tôi. Tô San có vẻ áy náy, nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị Dương Thanh ngắt lời, không sao, giữa chúng ta vốn chẳng có gì. Tôi sẽ giải thích rõ với Tâm. Dương Thanh, tuyệt đối đừng. Tô San lập tức sốt ruột, mắt đỏ hoe nói, nếu thật sự bị Thanh Tâm hiểu nhầm, cho dù sau này có giải thích rõ ràng thì trong lòng cô ấy chắc chắn vẫn có mâu thuẫn với tôi. Thanh Tâm không phải là người như vậy. Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời trong lòng còn hơi tức giận. Anh biết rõ Tần Thanh Tâm là người thế nào, chỉ cần giải thích rõ, chắc chắn cô sẽ không hiểu nhầm. Nhưng Tô San luôn miệng nói sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm, rõ ràng là không tin cô. Anh nói xong thì không để ý tới Tô San nữa, đuổi theo Tần Y, chờ anh với. Tô San tái mặt nhìn theo bóng dáng Dương Thanh rời đi. Lát sau, cô ta mới cay đắng lắc đầu, trong lòng anh, Tần Thanh Tâm thật sự quan trọng như vậy sao? Lần đầu tiên gặp Dương Thanh ở Nai Lai, cô ta xem thường anh.
nhưng lúc có người lái xe muốn đụng vào cô ta ở cửa nhà họ Tô, trong nháy mắt khi Dương Thanh xông ra cứu, cô ta đã phải lòng anh. Trên đường đi đến Châu Thành, Dương Thanh dùng xe của mình đụng bay xe của tên sát thủ cố gắng truy sát cô ta, bóng dáng của anh lại càng in sâu trong đầu cô ta. Sau đó, khi cô ta biết Dương Thanh muốn tới nhà họ Mạnh trên tỉnh, cô ta sốt ruột lo cho anh nên cầu xin bố mình tới nhà họ Mạnh giúp đỡ, lại bị Tô Thành Vũ từ chối. Mãi đến khi Dương Thanh bình an trở về, cô ta mới yên lòng. Cô ta biết mình đã say người đàn ông này như điếu đổ, hơn nữa còn yêu anh tận xương tủy. Vừa rồi, lúc gặp Dương Thanh ở cổng khách sạn Trung Châu, trong lòng cô ta vô cùng kích động. Cô ta còn tưởng mình và Dương Thanh có thể có thế giới hai người ở tỉnh lỵ, nhưng lại bị Tần Y phá hỏng. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng khó chịu. Mãi đến khi trong miệng có vị mặn, cô ta mới ý thức được mình đã bất giác rơi nước mắt vì người đàn ông này. Lúc này, Dương Thanh đã đuổi kịp Tần Y và luôn miệng giải thích. Nhưng Tần Y không hề để ý tới anh, cứ đi thẳng về phía trước như không nhìn thấy Dương Thanh. Lúc này, cô ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Dương Thanh lại không ngừng giải thích khiến cô ta biết mình thật sự hiểu nhầm. Dù sao cô ta chỉ nhìn thấy Tô San khoác tay Dương Thanh mà thôi. Hơn nữa theo hiểu biết của cô ta về Dương Thanh, người đàn ông này chỉ thích chị mình, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng cô ta nghĩ tới cảnh Tô San khoác tay Dương Thanh lại thấy khó chịu. Cho nên cô ta cố ý không để ý tới Dương Thanh, trái lại còn mừng thầm khi thấy anh hoảng hốt giải thích như vậy. Anh và Tô San thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Hay là vậy đi, bây giờ anh gọi điện thoại cho chị Tâm của em để giải thích rõ mọi chuyện. Tần Y mãi không nói gì khiến Dương Thanh sốt ruột, lấy điện thoại di động ra tính gọi đi. Không cần. Cuối cùng Tần Y giữ tay Dương Thanh và nói, xem như nể tình anh cực khổ đi theo em lâu như vậy, em tạm tha cho anh một lần. Nhưng, anh phải hứa với em, sau này tuyệt đối đừng đi riêng với bà chị mưu kế kia nữa. Vẻ mặt Tần Y kiêu ngạo như thể anh mà không hứa với em sẽ mách chị em biết. Dương Thanh không sợ Tần Y nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm, chỉ sợ bị Tần Y hiểu nhầm. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái của anh không muốn bất kỳ người thân nào hiểu nhầm mình. Anh hứa. Dương Thanh lập tức vui mừng, vội vàng bảo đảm. Mặc dù anh không sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm nhưng vẫn không muốn cô biết chuyện này. Có lẽ cô có thể hiểu được nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu. Không chỉ riêng gì bà chị lắm mưu nhiều kế kia, anh cũng không được phép đi riêng với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Còn nữa, ngoài chị em ra, không cho phép anh để bất kỳ một người phụ nữ nào có tiếp xúc cơ thể với anh. Anh không được chủ động gọi điện thoại cho bất kỳ người phụ nữ độc thân nào. Anh không được nhìn bất kỳ người phụ nữ nào quá 3 giây. Anh không được. Tần Y cứ nói một điều lại giơ một ngón tay ra đếm, cuối cùng 10 ngón tay đều giơ hết, cô ta mới chịu dừng. Trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô ta đầy kiêu ngạo. Anh hứa với em, anh hứa hết. Dương Thanh không ngừng gật đầu. Đi thôi, anh đi dạo với em. Tâm trạng Tần Y lập tức tốt hơn, khoác tay Dương Thanh với vẻ hạnh phúc. Dương Thanh ngạc nhiên. Em ấy thật sự hiểu nhầm mình sao? Không phải em vừa nói không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Tâm có tiếp xúc cơ thể với anh à? Dương Thanh chỉ vào cánh tay mình đang bị Tần Y khoác với vẻ mặt vô tội. Em có thể tính trong đám phụ nữ khác à? Tần Y thẹn quá hóa giận, em là em gái anh. Em gái, hiểu không? Cho tôi 10 năm. Dương Thanh cười khi thấy dáng vẻ đanh đá của Tần Y. Anh rất thích cảm giác này. Chính là cảm giác Tần Y vốn là em gái anh. Hội giao lưu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, anh sẽ rảnh suốt cả một ngày. Y, sao em cũng tới đây vậy? Dương Thanh thấy tâm trạng Tần Y tốt hơn, mới hỏi. Em tới tham dự hội giao lưu, Tần Y nói. Em cũng nhận được thư mời à? Dương Thanh thầm kinh ngạc. Anh chỉ biết những người nhận được thư mời tới tham dự hội giao lưu là chủ các gia tộc quyền quý đứng hàng đầu ở tỉnh Giang Bình. Tất nhiên Tần Y biết lý do anh kinh ngạc nên trợn mắt nói, hội giao lưu mà em và anh tham dự không giống nhau. Anh tham dự hội giao lưu giữa các gia tộc quyền thế nhất, còn em là tham dự vào hội giao lưu của các doanh nghiệp hàng đầu ở khách sạn Lục Châu. Dương Thanh chợt hiểu, lúc này anh mới nhớ ra Tô San vừa nói với anh về chuyện này. Các gia tộc tuyến một và một vài doanh nghiệp đứng đầu tỉnh Giang Bình cũng sẽ tổ chức một hội giao lưu. Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh,
cô ta nhận được thư mời cũng là chuyện bình thường. Tần Y. Đúng lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ phía sau hai người. Hai người theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một nam một nữ đi tới. Người vừa gọi Tần Y rõ ràng là người phụ nữ tóc dài đeo kính kia. Cô ta mặc một quần sút jean màu lam nhạt kèm với một chiếc áo sơ mi trắng, còn cầm theo ô che nắng. Lúc này, cô ta đang khoác tay một người thanh niên mặc bộ Armani. Khi người thanh niên mặc Armani nhìn thấy Tần Y, mắt sáng lên. Cô là... Tần Y hơi bất ngờ khi gặp được người biết mình ở đây. Chẳng qua đối phương đeo kính râm quá lớn che hơn nửa gương mặt, chỉ dựa vào giọng nói thì cô ta không nhận ra được đối phương. Y Y, là tớ đây, Từ Giai. Cô gái lấy chiếc kính râm xuống, vừa cười vừa nói. Không ngờ là cậu đấy, Từ Giai. Tần Y ngạc nhiên, sau đó giới thiệu với Dương Thanh. Dương Thanh, cô ấy là bạn thân của em thời cấp 2, Từ Giai. Dương Thanh khẽ gật đầu với Từ Giai nói, chào cô. Lúc này Từ Giai mới chú ý thấy Tần Y đang khoác tay Dương Thanh. Cô ta vừa liếc qua Dương Thanh đã xác định anh là một tên nghèo hèn kém cỏi. Ánh mắt cô ta chỉ dừng lại trên người anh trong giây lát rồi rời đi. Y Y, chúng ta đã 7-8 năm không gặp rồi nhỉ, Từ Giai vừa cười vừa nói. Tần Y gật đầu vui mừng nói, 3 năm cấp 3 với 4 năm đại học, lại thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp nữa, nói đúng ra thì chúng ta không gặp nhau đã 9 năm rồi. Hai người là bạn học cấp 2, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ vẫn không liên hệ, quả thật là 9 năm không gặp mặt. Từ Giai xúc động, thật không ngờ đã qua 9 năm, bây giờ nhớ lại thanh xuân của chúng ta cũng thật nhiều điều đáng nhớ. Đúng vậy, tớ còn nhớ đầu tháng 3 lúc sắp tốt nghiệp, chúng ta còn chụp rất nhiều ảnh. Tớ vẫn cất những tấm ảnh đó trong một cái hộp nhỏ đấy, Tần Y kích động nói. Bạn học cũ gặp mặt còn đều là con gái, một khi đã nói chuyện thì không thể dừng lại. Giai Giai, người này là... Người thanh niên vẫn được Từ Giai khoác tay chợt hỏi. Lúc này Từ Giai mới nhớ sực ra, vội vàng giới thiệu chồng, cô ấy là chị em tốt của em thời cấp 2, Tần Y, là hoa khôi trường bọn em lúc đó. Chào người đẹp, tôi là Đường Khôn, chồng chưa cưới của Giai Giai. Đường Khôn cười rạng rỡ, giơ tay về phía Tần Y. Lúc này Tần Y mới chú ý tới người thanh niên mặc Armani này. Mặc dù đối phương là chồng chưa cưới của bạn mình, nhưng cô ta không hề có thiện cảm. Bởi vì ánh mắt Đường Khôn làm cô ta thấy rất khó chịu. Nếu không phải vì Từ Giai, với tính cách đanh đá của cô ta hẳn đã mắng người từ lâu. Chào anh! Tần Y không bắt tay đối phương, chỉ hờ hững trả lời một câu. Tay Đường Khôn cứng đờ, trên mặt hơi tức giận rồi lặng lẽ rút tay về. Mỉm cười nói với Từ Giai, Giai Giai, nếu là chị em tốt của em còn nhiều năm không gặp như vậy, hay chúng ta cùng đi dạo một lát? Được, được. Từ Giai vội vàng gật đầu, vui vẻ nhìn về phía Tần Y nói, Y Y, hiếm khi gặp mặt, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Tần Y khó có thể từ chối được sự nhiệt tình của Từ Giai. Cô ta liếc nhìn Dương Thanh, thấy anh gật đầu mới đồng ý. Động tác nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt Từ Giai, trong lòng cô ta hơi kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút giễu cợt. Theo cô ta thấy, Dương Thanh chỉ là một tên nghèo hèn kém cỏi. Thời cấp 2, Tần Y chính là hoa khôi, là nữ thần trong lòng hầu hết nam sinh trong trường. Còn cô ta cũng xinh nhưng vì thường chơi với Tần Y, trái lại chỉ thành phông nền. Bây giờ, Tần Y tìm một người đàn ông chẳng ra gì như vậy làm bạn trai, tất nhiên cô ta thấy rất may mắn, có cảm giác như mình đã hơn Tần Y một bậc. Cho dù cậu là hoa khôi thì sao? Chẳng phải bây giờ vẫn yêu đương với một kẻ nghèo hèn kém cỏi đó à? So với bạn trai của tôi, bạn trai cậu còn chẳng xứng xách giày đấy. Tần Y không biết chị em tốt trước kia của mình sẽ có suy nghĩ như vậy. Y Y, sao cậu tới đây vậy? Tần Y còn chưa kịp trả lời, Từ Giai vừa cười vừa nói với vẻ mình đã biết hết rồi. Chắc cậu biết hôm nay tỉnh lỵ tổ chức hội giao lưu 3 năm một lần, sẽ có rất nhiều thứ tốt được bán với giá rẻ hơn giá gốc, đúng không? Tớ, Tần Y vừa muốn nói đã bị Từ Giai ngắt lời, Y Y à, không phải tớ muốn nói cậu, nhưng dù sao trước đây cậu cũng là hoa khôi của trường nhất trung chúng ta. Cậu xinh đẹp như vậy, muốn tìm bạn trai kiểu gì mà không được. Từ Giai nói xong còn nhìn Dương Thanh với vẻ khinh thường. Anh ấy là, Tần Y tính nói rõ quan hệ giữa mình và Dương Thanh, lại bị Từ Giai ngắt lời, Y Y, cậu biết tập đoàn Thành Hà không?
Tần Y có hơi tức giận, nhưng nghĩ tới tình cảm năm xưa nên còn cố nhịn xuống, khẽ gật đầu. Làm sao cô ta có thể không biết tập đoàn Thành Hà được? Đây chính là sản nghiệp của Dương Thanh ở Châu Thành. Từ khi nhà họ Dương ở Châu Thành tính kế anh, trong lúc nóng giận anh đã tiêu diệt bọn họ. Tập đoàn Thành Hà cũng rơi vào trong tay Dương Thanh. Sau đó, Lạc Bân tự mình tới Châu Thành để chỉnh đốn lại sản nghiệp nhà họ Dương, thực lực của tập đoàn Thành Hà đã mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ, Đường Khôn chồng tớ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hà, giỏi không? Từ Giai đắc ý nói, lần này bọn tớ tới tỉnh Lỵ là đại diện cho tập đoàn Thành Hà tới tham dự hội giao lưu. Dương Thanh thấy kỳ lạ khi nghe Từ Giai nói vậy, anh liếc nhìn Đường Khôn, không ngờ người này lại là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Từ sau khi Lạc Bân được anh phái đi Yến Đô, tập đoàn Thành Hà lại giao cho tổng giám đốc mà ông ta bồi dưỡng lên. Đến bây giờ, Dương Thanh còn chẳng biết đối phương là ai. Tần Y lúng túng cười, đúng là rất giỏi. Cho dù tôi còn chưa có tư cách tham dự hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu, nhưng tôi còn trẻ, chỉ cần cho tôi 10 năm, tôi nhất định sẽ được mời tới. Đường Khôn đứng thẳng nói với vẻ ngạo nghễ. Trong đôi mắt Từ Giai đầy vẻ sùng bái. Mở mang kiến thức. Chồng, anh đúng là quá lợi hại, em tin chắc một ngày nào đó, anh sẽ được mời đến khách sạn Trung Châu, tham dự hội giao lưu thực sự. Mắt Từ Giai lấp lánh ánh sao. Tần Y nhìn Dương Thanh với vẻ bất đắc dĩ, cô ta bỗng hơi không nỡ nói sự thật cho Đường Khôn và Từ Giai biết. Nếu họ biết, chẳng những Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Thành Hà và tập đoàn Nhạn Thanh, mà còn nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, liệu họ có sụp đổ không nhỉ? Chắc chắn hội giao lưu lần này sẽ rất đặc sắc. Hình như ba gia tộc Mạnh, Hàn, Ninh đang tạo thành thế chân vạc ở tỉnh Lỵ, đều là những nhà quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình. Còn có nhà họ Trần ở Châu Thành chúng ta nữa, từ khi nhà họ Viên bị xóa sổ, nhà họ Trần đã trở thành vương tộc ở Châu Thành, chỉ thua mỗi ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ thôi. Nhưng bốn gia tộc ở Giang Hải cũng mạnh lắm, nghe nói họ cũng nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, nhưng họ vẫn thua xa nhà họ Trần. Đường Khôn nói với vẻ am hiểu, như thể biết rất rõ về các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình. Khi nói những câu này, thỉnh thoảng anh ta còn liếc Tần Y. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng chính là từ đầu đến cuối, Tần Y vẫn rất thản nhiên, như không hiểu những gì mà anh ta nói. Điều khiến anh ta tức giận nhất là Dương Thanh lại lắc đầu. Anh kia, tôi nói sai ở đâu à? Sao anh lại lắc đầu hả? Đường Khôn tức giận nói. Vừa nãy Dương Thanh chỉ vô thức lắc đầu vì không nghe nổi nữa, không ngờ đối phương lại thấy được. Tôi có à? Dương Thanh nói với vẻ vô tội. Anh có, Đường Khôn giận dữ nói. Vừa nãy anh ta nói nhiều như thế để thu hút sự chú ý của Tần Y, nhưng cô ta lại không phản ứng gì. Điều này khiến anh ta rất khó chịu, giờ còn thấy Dương Thanh lắc đầu nữa chứ. Y y, rốt cuộc bạn trai cậu có ý gì hả? Anh ta đã kém cỏi sẵn rồi, chồng tớ đang nói về những thứ mà anh ta vốn không thể tiếp xúc, không ngờ anh ta còn dám chế giễu chồng tớ. Anh ta phải xin lỗi chồng tớ ngay. Từ Giai lập tức giận dữ nói. Tần Y nhíu mày, cô ta vốn rất kích động khi gặp được cô bạn thân hồi cấp 2 này. Nhưng kết quả lại khiến cô ta vô cùng thất vọng, Từ Giai đã không còn là Từ Giai trước kia nữa. Từ Giai, bạn trai tớ không có ý chế giễu bạn trai cậu, nếu cậu cứ bắt anh ấy phải xin lỗi thì ngại quá, tớ không đồng ý đâu. Tần Y nghiêm túc nói, vào giờ phút này, trên người cô ta tràn ngập sự uy nghiêm của kẻ cầm quyền. Cô ta làm tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải lâu như thế. Nếu không có sự uy nghiêm của tổng giám đốc thì sao có thể quản lý cả một doanh nghiệp lớn được? Nếu đối phương đã hiểu lầm, Tần Y cũng không định giải thích, còn ngầm thừa nhận Dương Thanh là bạn trai mình luôn. Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Y lại định trở mặt với chị em của mình. Từ Giai cũng hết sức kinh ngạc, cô ta bỗng cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một cô chủ nhà giàu chứ không phải chị em tốt trước kia nữa. Y y, cậu giận tớ đấy à? Từ Giai lập tức tươi cười, thân mật kéo tay Tần Y, tớ chỉ đùa với cậu thôi. Tần Y nghiêm túc nói, tớ rất trân trọng tình chị em giữa chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được sỉ nhục bạn trai tớ. Rồi rồi, tớ xin lỗi được chưa? Từ Giai vội nói. Cô ta vẫn chưa khoe khoang với Tần Y xong, sao có thể trở mặt nhanh thế được? Cô ta muốn Tần Y biết chồng chưa cưới của cô ta tốt với cô ta đến mức nào, muốn khiến Tần Y ghen tị và ước ao. Y y,
Đằng trước là phố đồ cổ thế kỷ, nghe nói trong đó có nhiều thứ hay ho lắm, bọn mình vào xem đi. Từ Giai đảo mắt rồi chỉ về phía phố đồ cổ thế kỷ ở cách đó không xa, cười nói. Tần Y chưa kịp đồng ý, cô ta đã kéo Tần Y đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, phố đồ cổ thế kỷ là phố đồ cổ lớn nhất tỉnh Giang Bình, nghe nói tiệm đồ cổ Thiên Phủ Thành quy mô nhất tỉnh Giang Bình cũng nằm trong đó. Nghe nói trong Thiên Phủ Thành có rất nhiều trang sức quý giá, ít nhất phải từ 1 triệu trở lên. Cậu thấy chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu trên tay tớ không? Chồng chưa cưới của tớ đã mua nó ở Thiên Phủ Thành với giá hơn 1 triệu đấy. Miếng ngọc quan âm mà tớ đang đeo cũng được anh ấy mua ở đó, tốn mấy triệu lận. Nói thật lòng, chồng chưa cưới của tớ tốt với tớ lắm, đầu tư rất nhiều vào tớ luôn. Từ Giai liên tục khoe khoang về trang sức và chồng chưa cưới của mình. Sắc mặt Tần Y hơi khó coi, dù sao đối phương cũng là chị em cũ, cô ta không muốn làm căng quá nên vẫn đáp qua loa lấy lệ. Dương Thanh và Đường Khôn theo sau hai cô gái với khoảng cách vừa phải. Ê, anh tán đổ Tần Y kiểu gì thế? Đường Khôn nhìn Dương Thanh với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp. Dương Thanh hơi nhếch môi, mỉm cười, hình như cậu hiểu nhầm một chuyện rồi. Chuyện gì cơ? Đường Khôn nhíu mày hỏi. Thật ra là cô ấy tán tôi. Dương Thanh khẽ nói. Không thể để Tần Y nghe thấy câu nói này, bằng không, chắc chắn cô ta sẽ bùng nổ mất. Sao cơ? Đường Khôn lập tức trợn tròn mắt, anh kia, anh nghĩ tôi ngu à? Làm gì có cô gái nào thèm tán thằng nghèo kiết xác như anh chứ? Dương Thanh cũng không để bụng, cười nói, thế cũng chưa chắc, như bạn gái tôi ấy, cô ấy thích tôi mà. Đường Khôn thầm kinh ngạc, trông Dương Thanh không giống nói dối. Chẳng lẽ Tần Y thích mẫu người này thật ư? Bốn người nhanh chóng đến phố đồ cổ thế kỷ. Vừa bước vào phố đồ cổ, họ đã thấy người đông nghịt. Hội giao lưu năm nay diễn ra giữa các thế lực đứng đầu tỉnh Giang Bình, không chỉ có người ở tỉnh Lỵ mà còn rất nhiều người đến từ thành phố khác. Đương nhiên những nơi như phố đồ cổ thế kỷ sẽ không bao giờ vắng vẻ cả. Đông thật! Tần Y không khỏi kinh ngạc trước sự sầm uất ở phố đồ cổ thế kỷ. Đây mới là tầng 1 thôi, chỉ có mấy sạp nhỏ, gần như không thể tìm được bảo vật. Từ Giai đắc ý nói, thứ tốt thực sự đều ở Thiên Phủ Thành trên tầng 5. Chồng ơi, em lỡ làm vỡ vòng phỉ thúy hơn 1 triệu mà anh mua cho em ở Thiên Phủ Thành lần trước rồi. Từ Giai ôm tay Đường Khôn, nũng nịu nói. Tuy sắc mặt Đường Khôn hơi gượng gạo nhưng vẫn hùng hồn đáp, không sao đâu cục cưng, giờ anh sẽ mua cho em chiếc mới. Vâng ạ. Từ Giai hôn chụt lên mặt Đường Khôn, vui mừng nói, em biết chồng thương em nhất mà. Cô ta nói rồi đắc ý nói, y y, vì chúng mình là chị em nên tớ vẫn phải nhắc nhở cậu, nếu tìm bạn trai thì phải tìm người như chồng chưa cưới của tớ ấy. Đừng bao giờ vơ đại một người, bằng không suốt đời này, cậu chỉ có thể đeo trang sức trị giá mấy nghìn tệ mà thôi. Thấy sắc mặt Tần Y hơi thay đổi, Từ Giai vội thân mật khoác tay cô ta, đi thôi. Để chị đây dẫn cậu đến Thiên Phủ Thành mở mang kiến thức nhé. Tốt bụng nhắc nhở. Có lẽ vì hội giao lưu nên hôm nay Thiên Phủ Thành rất náo nhiệt. Khi Dương Thanh đến hôm qua, nơi này vẫn rất vắng vẻ, chỉ được lác đác mấy vị khách. Dù sao Thiên Phủ Thành cũng kinh doanh đồ cổ cao cấp là chính, món nào cũng từ 1 triệu trở lên, nếu người bình thường đến đây thì chỉ có thể xem cho đã nghiền. Đường Khôn là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, lương rất cao. Nhưng nếu chỉ dựa vào tiền lương của anh ta thì không đủ để mua đồ ở nơi này. Xem ra sau khi hội giao lưu kết thúc, cần phải điều tra kỹ càng xem rốt cuộc anh ta có làm trái quy định không. Y y, giờ nhìn đông thế thôi, chứ nếu không có hội giao lưu thì nơi này vắng lắm. Ở đây không bán đồ dưới 1 triệu đâu. Nếu tớ không tìm được một người bạn trai giỏi giang, có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng có cơ hội mua đồ ở đây mất. Từ Giai nói với vẻ hưng phấn. Từ khi gặp Tần Y, cô ta cứ nói được 3 câu thì lại phải khoe ít nhất 1 câu. Ban đầu Tần Y cũng muốn giải thích, nhưng Từ Giai vốn không cho cô ta cơ hội đó. Nếu Từ Giai biết tôn trọng Tần Y, để Tần Y nói hết thì đã không trở thành trò cười như bây giờ. Anh! Đúng lúc này, một cô gái trẻ mặc đồng phục, đeo thẻ tên quản lý bước tới, nhìn Dương Thanh với vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cô ấy định gọi anh Thanh nhưng lại bị ánh mắt ra hiệu của Dương Thanh cắt ngang. Lúc này cô ấy mới phản ứng lại, Dương Thanh không muốn để lộ thân phận của mình.
cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Vương Diễm, người được Trần Anh Hào đưa lên làm giám đốc Thiên Phủ Thành nhờ một câu nói của Dương Thanh. Xin chào, mấy vị cần gì ạ? Vương Diễm phản ứng rất nhanh, hỏi đám người Dương Thanh với nụ cười chân thành. Lần trước chồng tôi mua một chiếc vòng phỉ thúy hơn triệu ở chỗ cô, nhưng nó bị vỡ rồi nên chồng tôi định mua cho tôi cái mới. Từ Giai đắc ý nói. Vương Diễm mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở, cô dì ơi, Thiên Phủ Thành chúng tôi có bậc thầy sửa đồ cổ đấy ạ. Khi nào cô rảnh thì có thể mang chiếc vòng bị vỡ tới đây để sửa mà. Chỉ là một chiếc vòng phỉ thúy hơn triệu, vỡ rồi thì thôi, không cần sửa nữa. Từ Giai trừng mắt nhìn Vương Diễm rồi lập tức ôm tay Đường Khôn, ỏn ẻn nói, chồng ơi, dù sao anh cũng không thiếu tiền, cho dù mua vòng tay tốt hơn cho em thì anh cũng không nhíu mày, đúng không? Sắc mặt Đường Khôn hơi khó coi nhưng vẫn mạnh miệng, Giai Giai nói đúng đấy, vỡ thì thôi, đã mua thì phải mua cái tốt nhất. Chụt! Từ Giai vui mừng hôn chụt lên mặt Đường Khôn, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Em biết chồng thương em nhất mà, yêu anh quá. Nếu đây không phải nơi công cộng, chắc Từ Giai đã hiến thân luôn rồi. Anh định mua vòng ở mức giá bao nhiêu ạ? Vương Diễm cười khẽ. 5 triệu, không, 10 triệu, trong khoảng 10 triệu là được, Từ Giai vội nói. Tôi, Đường Khôn bỗng muốn chửi thề. Chồng à, tài sản của nhà anh lên đến mấy tỷ, chắc 10 triệu này chẳng nhằm nhò gì với anh đúng không? Từ Giai vội ôm tay Đường Khôn rồi lay lay tay anh ta, trông rất quyến rũ. Cứ xem đã rồi tính sau. Đường Khôn cắn răng, cũng không đồng ý ngay. Họ theo Vương Diễm đến tủ kính trưng bày đầy vòng tay phỉ thúy rồi mới ngừng bước. Những chiếc vòng này đều nằm trong khoảng giá 10 triệu, mấy vị cứ xem thử xem sao, nếu thích cái nào thì tôi có thể chiết khấu 10% cho mọi người. Vương Diễm cười nói, chiết khấu 10% cũng vì nể mặt Dương Thanh. Hôm qua, sau khi Dương Thanh rời đi, Trần Anh Hào đã thông báo, nếu Dương Thanh đến mua sắm thì cứ tặng luôn nếu chưa đến tiền tỷ. Chắc chắn người mà Dương Thanh dẫn tới đây cũng là bạn của anh, 10% đã là mức chiết khấu dành cho hội viên chí tôn của Thiên Phủ Thành rồi. Thiên Phủ Thành có cả chiết khấu à? Từ Giai kinh ngạc, lập tức hùng hồn nói, chồng tôi không thiếu tí tiền này, khỏi chiết khấu luôn đi. Tôi, Đường Khôn thực sự muốn đánh người. Thiên Phủ Thành chủ động chiết khấu 10% cho họ, không ngờ Từ Giai lại từ chối. Nếu mua cái vòng 10 triệu với mức chiết khấu 10% thì sẽ tiết kiệm được hẳn 1 triệu đấy. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy? 10 triệu ư? Có bán anh ta đi cũng không đủ 10 triệu. Cứ xem đại rồi đi luôn vậy, anh ta đâu mua nổi đồ ở Thiên Phủ Thành chứ? Từ Giai cũng không biết suy nghĩ trong lòng Đường Khôn lúc này. Thật ra quà mà anh ta tặng Từ Giai lúc trước chỉ là hàng nhái mấy nghìn tệ chứ không phải đồ mua từ Thiên Phủ Thành. Ngay cả số tài sản mấy tỷ mà anh ta nhắc đến với Từ Giai cũng chỉ là lời nói khoác để tán đổ cô ta mà thôi. Chồng ơi, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Chỉ tầm 10 triệu, hơn nữa còn là phỉ thúy đời nhà Thanh, chắc chắn sau này giá còn tăng nhiều nữa đấy. Trong lúc Đường Khôn đang nghĩ lý do để từ chối mua, Từ Giai bỗng hưng phấn kêu lên. Không đẹp, quê quá, Đường Khôn lạnh nhạt nói. Chồng à, anh nghĩ cái vòng này quá rẻ so với em đúng không? Hi hi, em cũng nghĩ thế, chồng tốt với em thật. Từ Giai lại hôn Đường Khôn rồi chỉ vào một chiếc vòng tay khác, cái này đẹp nè, hay mua nó nhé. Khi thấy con số 18.880.000 tệ chói mắt kia, mí mắt Đường Khôn không khỏi giật khẽ. Cũng quê. Đường Khôn lắc đầu lia lịa. Vậy cái này thì sao? Không ổn. Còn cái này, cũng thế. 10 phút sau, Đường Khôn đã chê hết mười mấy chiếc vòng trong tủ. Hay cô cho bọn tôi xem vòng tay ở mức giá 20 triệu đi, Từ Giai bỗng nhìn về phía Vương Diễm. Vương Diễm vẫn luôn giữ nụ cười, mời đi theo tôi. Khoan đã. Đường Khôn bỗng nói với vẻ thâm tình, Giai Giai, với tình yêu mà anh dành cho em, những chiếc vòng dưới 100 triệu vốn không thể xứng với em được. Anh nghe nói trong hội giao lưu hôm nay sẽ có tiết mục bán đấu giá vòng phỉ thúy xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu, chắc chắn anh sẽ mua nó để tặng em. Nghe thấy thế, Từ Giai vô cùng kích động, chồng ơi, anh nói thật à? Anh sẽ tặng em vòng phỉ thúy xanh đế vương trị giá hơn 100 triệu ư? Đương nhiên rồi, em là người phụ nữ của Đường Khôn này, chỉ những thứ tốt nhất mới xứng với em chứ. Đường Khôn ngạo nghễ nói, vẫn không quên nhìn Dương Thanh với vẻ khiêu khích.
anh ta cũng chẳng biết có đấu giá thật không, nhưng phải nói thế thì mới có thể lừa Từ Giai không mua đồ ở nơi này nữa. Chồng ơi, em yêu anh chết mất. Mắt Từ Giai đỏ hoe, vô cùng cảm động. Hai vị có thể nghe tôi nói một câu được không? Đúng lúc này, Vương Diễm bỗng lên tiếng. Cô nói đi. Đường Khôn lạnh nhạt đáp. Trong hội giao lưu không có tiết mục đấu giá đâu, Vương Diễm tốt bụng nhắc nhở. Mọi người đều bình đẳng. Vương Diễm không biết Đường Khôn mua không nổi đồ ở Thiên Phủ Thành nên mới cố tình tìm cớ, nói muốn đấu giá chiếc vòng tay phỉ thúy trị giá hàng trăm triệu trong hội đấu giá. Cũng vì nể mặt Dương Thanh nên cô ấy mới có ý tốt nhắc nhở. Chỉ là cô ấy ngây thơ không nhận ra sự tức giận trong mắt Đường Khôn. Sau đó cô ấy nói tiếp, mặc dù không có buổi đấu giá, nhưng Thiên Phủ Thành của chúng tôi có các phòng trưng bày ở khách sạn Trung Châu và khách sạn Lục Châu. Hơn nữa, những thứ mà phòng trưng bày có thì Thiên Phủ Thành đều có. Nói ra thì những món đồ ở đây lại rẻ hơn nhiều. Nếu là người khác, Vương Diễm nhất định sẽ không nói vậy đâu, nhưng đây là bạn của Dương Thanh, nên cô ấy không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Sắc mặt Đường Khôn lập tức tái mét, Tần Y không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt như ngáp phải ruồi của anh ta. Tần Y cũng được mời tham gia hội giao lưu của khách sạn Lục Châu, nên đương nhiên biết rõ thật ra không có buổi đấu giá nào cả. Cô nhận được thư mời tham dự hội giao lưu rồi à? Đường Khôn nén cơn giận hỏi. Vương Diễm cười cười lắc đầu, anh đừng đùa, tôi làm sao đủ tư cách đại diện Thiên Phủ Thành tham gia hội giao lưu đó chứ? Nếu không nhận được thì sao cô lại biết hội giao lưu không tổ chức đấu giá? Cuối cùng Đường Khôn cũng bộc phát, thẹn quá hóa giận nói, cô có biết tôi là ai không? Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành đấy. Tôi đại diện công ty đến đây tham gia hội giao lưu này, hội giao lưu có tổ chức đấu giá hay không, tôi biết rõ hơn cô đấy. Vương Diễm sững sờ, cô ấy không ngờ mình chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà ngược lại lại thành ra chọc giận đối phương. Dai Dai, đi thôi, Thiên Phủ Thành là đồ lừa đảo, để lừa chúng ta mua đồ ở chỗ họ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đường Khôn kéo Từ Giai đi, vừa đi vừa nói, đến buổi đấu giá của hội giao lưu. Anh nhất định sẽ mua chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh đế vương trị giá hơn trăm triệu cho em. Choang! Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một âm thanh cực kỳ lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Vừa rồi Đường Khôn vội vàng kéo Từ Giai đi, túi sách của Từ Giai vô tình làm rơi một chiếc bình gốm sứ thanh hoa đặt trên kệ trưng bày xuống đất. Chiếc bình gốm sứ thanh hoa rơi xuống vỡ tan tành, cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Thiên Phủ Thành là cửa hàng đồ cổ số 1 ở tỉnh Giang Bình. Mỗi món đồ nhỏ bất kỳ trong cửa hàng ít nhất cũng có giá hàng triệu tệ. Huống hồ, chỗ để đồ gốm sứ thanh hoa rất dễ thấy, các đường nét và hoa văn trên đó cực kỳ đẹp, vừa nhìn đã biết không phải món đồ bình thường. Bây giờ nó đã bị Từ Giai làm vỡ. Chẳng phải chỉ là một cái bình sứ bình thường thôi sao? Nhìn bộ dạng kinh ngạc của các người kìa, chồng tôi chẳng thiếu tiền nhé, ngay cả chiếc vòng tay màu xanh đế vương trị giá hơn trăm triệu anh ấy còn mua cho tôi được. Huống hồ là một chiếc bình sứ rách này. Chồng, quẹt thẻ đi. Lúc đầu Từ Giai cũng có hơi hoảng, nhưng khi nhìn thấy đó chỉ là một cái bình gốm cũ nát, cô ta mới thở phào một hơi. Lúc này, thái độ của cô ta vô cùng kiêu ngạo, không những không xin lỗi mà ngược lại còn phách lối yêu cầu Đường Khôn quẹt thẻ. Sắc mặt Đường Khôn cực kỳ khó coi, nếu không phải vì thể diện, anh ta thật sự muốn đá văng người phụ nữ này đi. Quẹt đi. Đường Khôn không dám nổi giận với Từ Giai nên trút giận lên Vương Diễm, anh ta lấy thẻ ngân hàng ra, ném vào chân Vương Diễm. Hai mắt Vương Diễm đỏ hoe, thấy cực kỳ ấm ức. Cô ấy thật sự không hiểu nổi, mình tốt bụng nhắc nhở bọn họ, tại sao lại bị họ ghét như vậy. Nhưng nghĩ đến Dương Thanh, anh ấy là một nhân vật lớn mà ngay cả Trần Anh Hào cũng phải nhún nhường, nên cho dù bạn của anh ấy có quá đáng hơn nữa, mình cũng phải nhịn. Huống hồ! Mình được như ngày hôm nay là nhờ ơn Dương Thanh cả. Nghĩ đến đây, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cúi người nhặt chiếc thẻ ngân hàng mà Đường Khôn vừa ném. Không được nhặt. Dương Thanh quát Vương Diễm. Vương Diễm giật mình, nhưng cô ấy vẫn phải nghe lời của Dương Thanh. Chỉ là cô không thể hiểu nổi tại sao Dương Thanh lại giúp mình. Lúc này, sắc mặt Dương Thanh lạnh như băng, nhìn Đường Khôn và Từ Giai, lạnh lùng nói các người quá đáng rồi đó. Mặc dù Thiên Phủ Thành là tài sản của nhà họ Trần, nhưng bây giờ nhà họ Trần đã phục tùng anh rồi,
nên có thể nói Thiên Phủ Thành cũng là tài sản của anh. Vậy thì Vương Diễm chính là nhân viên của anh. Nay Từ Giai đập phá đồ đạc của Thiên Phủ Thành, không những không xin lỗi mà còn kiêu ngạo như vậy. Mẹ kiếp, anh là cái thá gì, một thằng khố rách áo ôm mà dám xen vào chuyện của ông đây à, Đường Khôn tức giận nói. Từ Giai cũng lộ vẻ tức giận, nếu không nể mặt y, tôi đã tống cổ anh đi từ lâu rồi, chứ cửa nào được theo chúng tôi đến Thiên Phủ Thành để mở mang tầm mắt. Y, với tư cách là chị em tốt của cậu, tớ vẫn phải khuyên cậu một câu, muốn cưới thì tốt nhất nên tìm hiểu rõ ràng rồi mới cưới. Có một câu nói rất hay, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Nếu cậu lấy anh ta thì cậu sẽ phải sống nghèo khổ với anh ta cả đời đấy. Cậu sinh thì sinh thật đấy, nhưng thế thì đã sao? So với tớ, cậu có hơn được không? Chồng tớ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Không tới 3 năm nữa, anh ấy sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, còn tớ sẽ trở thành vợ của tổng giám đốc. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ có thể sống một đời nghèo khổ với anh chàng nghèo kiết xác này, thậm chí đến cả những bộ đồ chỉ vài nghìn tệ cậu cũng không mua nổi ấy chứ. Từ Giai diễn rồi đủ rồi, lúc này cô ta không màng đến tình chị em gì nữa, vẻ mặt đầy mỉa mai. Tần Y giận đến run người, vốn dĩ cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn ôm một tia hy vọng đối với Từ Giai. Nhưng điều cô ta không ngờ là Từ Giai lại dám nói ra điều này với mình. Câm miệng! Tần Y tức giận, mắt đỏ ngầu nói, tôi thích ai, gả cho ai, sống như thế nào thì có liên quan gì đến cậu. Cậu đừng nghĩ cậu khoe khoang nhiều như vậy thì cuộc sống của cậu thật sự tốt hơn tôi. Trong mắt chúng tôi, hai người chẳng qua chỉ là một cặp diễn hề mà thôi. Bởi vì hai người không hề biết người đứng trước mặt hai người đây, thật sự là ai. Tần Y không chịu đựng được nữa, cô ta nói hết ra như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Từ Giai ngây ra, tựa hồ không ngờ Tần Y lại dám nói chuyện với mình kiểu đấy. Cô ta giễu cợt, cậu thẹn quá hóa giận đấy à. Cậu tưởng nói mấy câu ngầu ngầu vậy rồi nghĩ mình ngầu thật chắc. Tần Y lắc đầu, chợt nhận ra nói chuyện với người phụ nữ như vậy thật phí lời. Mau quẹt thẻ đi, quẹt xong bọn tôi đi. Từ Giai không muốn bị nhiều người vây quanh dòm ngó, liền mắng Vương Diễm. Vương Diễm khó xử, đúng lúc cô ấy còn đang lúng túng, Dương Thanh lại nhìn Đường Khôn và nói, nhặt thẻ lên rồi xin lỗi cô ấy mau. Mẹ, thật sự coi mình là nhân vật lớn đấy à? Nếu ông đây không nhặt lên thì sao? Vẻ mặt Đường Khôn kiêu ngạo. Vương Diễm thấp thỏm, vội vàng nói, anh Thanh, tôi chỉ là một nhân viên quèn. Không đáng để anh ra mặt giúp đâu, tôi nhặt cũng được. Vừa nói cô ấy vừa định nhặt thẻ của Đường Khôn lên. Tôi đánh giá cao sự chân thành của cô đối với khách hàng, nhưng không phải ai cũng xứng đáng với sự chân thành của cô. Cô có thể nhặt thẻ của anh ta, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, cô là nhân viên của Thiên Phủ Thành, mọi lời nói và hành động của cô đều đại diện cho Thiên Phủ Thành đấy. Cô cúi đầu trước một người không tôn trọng Thiên Phủ Thành. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể dẫm lên đầu cô, ai cũng có thể dẫm lên Thiên Phủ Thành. Giờ phút này, Dương Thanh ngạo nghễ đứng ra, tràn đầy chính khí. Lời nói của anh giống như âm thanh ma thuật, cứ văng vẳng bên tai Vương Diễm. Những người xem xung quanh đều nhìn Dương Thanh với ánh mắt sáng ngời. Trên đời này, mọi người đều bình đẳng, không phải cứ có tiền là cao hơn người khác. Nhân viên bán hàng không cần tôn nghiêm. Là đạo lý chó má gì vậy? Mọi thứ trên thế giới này đều có qua có lại cả. Anh kính tôi một thước thì tôi kính anh một trượng, anh tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng anh. Dương Thanh lại nói, lời nói của anh như tiếng sấm văng vẳng bên tai mọi người. Cả Thiên Phủ Thành rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong đầu mỗi người không ngừng vang vọng những lời Dương Thanh nói. Khiến họ bẽ mặt, đặc biệt là Vương Diễm, càng nghĩ càng thấy đúng. Giờ phút này, cô ấy đột nhiên muốn khóc, lần đầu tiên cô ấy cảm giác có người có thể hiểu được mình. Tần Y đứng ở bên cạnh Dương Thanh, trong đôi mắt sáng ngời như ngọc đầy vẻ sùng bái. Người đàn ông này là anh rể của tôi đấy. Đường Khôn và Từ Giai càng xấu hổ hơn, cảm giác như mọi người đều nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt. Nhặt lên, xin lỗi. Dương Thanh lại nhìn Đường Khôn với ánh mắt sắc bén. Mau nhặt lên và xin lỗi đi. Thật sự tưởng mình có chút tiền thì ghê gớm lắm sao? Tài sản của ông đây lên tới mấy tỷ cũng đâu lớn lối như cậu. Người có tiền gì chứ? Tôi thấy chẳng qua là kẻ thích hư vinh,
trên người mặc hàng super fake của Armani, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng là hàng super fake thôi. Lúc này, đám người đứng xem xung quanh cũng không nhìn được nữa, đều chỉ trỏ bàn tán về Đường Khôn. Đường Khôn hoảng sợ, người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm, có ai mà không có gia tài bạc triệu. Anh ta vừa mở miệng đã nói toàn lời dối trá. Bây giờ người ta nhận ra quần áo trên người anh ta là hàng super fake, nhưng anh ta không dám nói một câu nào. Xin lỗi. Đường Khôn vội vàng nhặt tấm thẻ của mình lên và đưa cho Vương Diễm, đồng thời cúi đầu xin lỗi. Bây giờ, anh ta chỉ muốn mau chóng đền bình gốm sứ đã bị Từ Giai đụng nát rồi rời khỏi đây. Từ Giai tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thanh nói, tên nghèo hèn kém cỏi như anh thì có tư cách gì dạy dỗ người đàn ông của tôi. Anh biết chồng tôi là ai không? Anh ấy chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, lương một năm tới mấy triệu, tài sản mấy tỷ. Tôi muốn gì, anh ấy đều mua cho tôi hết. Còn cậu, Tần Y, mắt nhìn người của cậu quá kém, không ngờ tìm kẻ nghèo hèn kém cỏi như vậy làm bạn trai. Cả đời này cậu sẽ bị tôi giẫm dưới chân thôi. Cậu chẳng có hy vọng gì vượt qua được tôi đâu. Các người có làm cả đời cũng chẳng kiếm được bằng số tiền lẻ của chồng tôi. Từ Giai nói Dương Thanh xong lại quay sang châm chọc Tần Y. Nhưng Dương Thanh và Tần Y trước sau không có phản ứng gì, chỉ nhìn Từ Giai với ánh mắt thương hại. Thưa anh, số dư trong tài khoản của anh không đủ. Từ Giai đang khoác lác Đường Khôn có rất nhiều tiền thì Vương Diễm đột nhiên cầm tấm thẻ đi tới với ánh mắt bất đắc dĩ. Sao có thể như vậy được? Đường Khôn lập tức nổi giận nói, trong thẻ của tôi còn hơn 2 triệu. Đó chỉ là một bình sứ vỡ thôi, sao không đủ trả được chứ? Nếu anh xác định trong thẻ của anh chỉ có hơn 2 triệu, vậy tôi vô cùng xin lỗi, số dư thật sự không đủ. Vương Diễm lịch sự nói, không hề có cảm xúc gì trước sự vô lễ của đối phương. Đến lúc này, Đường Khôn mới ý thức được giá trị bình sứ bị Từ Giai làm rơi vỡ cao hơn 2 triệu. Anh ta đột nhiên hoảng hốt, giọng cũng yếu đi, bình sứ vỡ kia, bao nhiêu tiền? Đây là bình gốm sứ Thanh Hoa được đúc từ một lò dân gian ở trấn Cảnh Đức thời nhà Thanh, giá 12 triệu 300 nghìn, Vương Diễm nói. Cô nói bao nhiêu? Đường Khôn lập tức trợn trừng mắt, đồng thời, cảm giác khiếp sợ lan tràn khắp toàn thân anh ta. 12 triệu 300 nghìn, Vương Diễm nhắc lại. Đường Khôn chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh, cả người choáng váng. Anh ta vốn cho rằng Từ Giai chỉ đụng vỡ một bình sứ nát, nhiều lắm cũng chỉ 1-2 triệu. Anh ta cắn răng, nghĩ mình vẫn có thể đền được. Nhưng kết quả lại không ngờ cái bình nát này là đồ cổ, còn trị giá 12 triệu 300 nghìn. Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Chồng, có phải anh cầm nhầm thẻ không? Từ Giai còn chưa ý thức được sự khác thường của Đường Khôn, chợt như bừng tỉnh, cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay của Vương Diễm và đắc ý nói, chồng, có phải hơn 2 triệu này là tiền tiêu vặt anh tính cho em đúng không? Nhìn thấy chưa, chồng tôi cho tôi tiền tiêu vặt thôi cũng mấy triệu, còn cậu thì sao, sợ rằng cậu còn chưa từng nhận được món quà nào trị giá hơn 1.000, đúng không? Từ Giai nhìn Tần Y châm chọc. Tần Y chỉ cảm thấy buồn cười. Trên mặt Đường Khôn rõ ràng đang khủng hoảng và lo lắng mà người phụ nữ ngu xuẩn này vẫn còn khoe khoang. Cậu cười gì chứ? Từ Giai thẹn quá hóa giận, hỏi Tần Y. Tần Y cười lạnh nói, cậu nên hỏi rõ xem rốt cuộc tấm thẻ này là tất cả tài sản của bạn trai cậu hay tiền tiêu vặt định cho cậu, rồi hãy đắc ý. Cậu khinh thường tôi à? Tôi cho cậu biết, tài sản của chồng tôi lên tới mấy tỷ. Đối với chồng tôi, một cái bình vỡ mười mấy triệu chỉ là hạt cát trong sa mạc. Từ Giai tức giận nói rồi vội vàng giục chồng, bọn họ dám khinh thường chúng ta, nói hơn 2 triệu trong thẻ này là tất cả tài sản của anh. Vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt anh sao? Anh mau lấy thẻ chính của anh ra đền cái bình vỡ hơn 12 triệu này, cho bọn họ bẽ mặt. Đường Khôn không trả lời mà chợt nói, đưa thẻ cho tôi. Hả? Từ Giai nghi ngờ, đây không phải là tiền tiêu vặt anh cho em sao? Tôi bảo cô đưa thẻ cho tôi. Giọng Đường Khôn rõ ràng không bình thường. Từ Giai đảo trong mắt, vui mừng nói, chồng, anh đừng nói cho em biết là hơn 2 triệu quá ít. Anh muốn chuyển thẻ nhiều tiền hơn cho em làm tiền tiêu vặt nhé. Đường Khôn không nói gì, cướp luôn thẻ ngân hàng trong tay Từ Giai về. Từ Giai vẫn chờ Đường Khôn đưa thẻ khác cho cô ta, nhưng kết quả anh ta lại nhìn Vương Diễm nói, oan có đầu, nợ có chủ, ai đụng hỏng đồ của các cô thì các cô tìm người đó bắt bồi thường.
Từ nay về sau, người phụ nữ này chẳng có liên quan quái gì với tôi hết. Anh ta nói xong thì xoay người muốn rời đi. Vương Diễm sửng sốt. Đám người vây xung quanh cũng ngây người. Từ Dai càng sững sờ hơn. Tôi muốn xem là ai dám dương oai ở trên địa bàn của nhà họ Trần tôi. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, một người trẻ tuổi đi đến. Người này chính là Trần Anh Hào vừa nghe tin chạy tới. Vừa rồi anh ta nhận được tin tức Dương Thanh tới Thiên Phủ Thành, đã vội vàng chạy tới đây. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Cậu chủ Hào. Đường Khôn vừa nhìn đã nhận ra Trần Anh Hào, lập tức hoảng sợ. Anh ta là người Châu Thành, làm sao có thể không biết Trần Anh Hào. Đường Khôn. Lúc này, Từ Dài mới lấy lại tinh thần, xông tới trước mặt Đường Khôn và tức giận hét lớn, anh nói vậy là có ý gì? Vừa rồi, khi Đường Khôn nói với Vương Diễm là anh ta không liên quan gì đến Từ Dài, cô ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Mãi đến khi Đường Khôn thật sự bỏ lại cô ta mà đi, cô ta mới chợt hiểu ra mình không nghe nhầm. Đặc biệt là bị Đường Khôn vứt bỏ ngay trước mặt mọi người và Tần Y khiến cô ta cảm giác như bị Tần Y đạp mấy phát lên mặt vậy. Cút ngay. Đường Khôn đẩy Từ Dai ra, tức giận nói, con khốn nhà cô suốt ngày chỉ biết nhớ thương tiền của tôi. Tôi có bao nhiêu tiền thì liên quan quái gì tới cô? Cô cũng không nhìn lại xem mình thế nào mà đòi tôi cho cô hơn 2 triệu tiền tiêu vặt. Cô tưởng ông đây là máy rút tiền à? Loại phụ nữ hám giàu như cô đáng để tôi tiêu nhiều tiền như vậy sao? Đúng rồi, ngọc quan âm cô đeo trên cổ, còn cả nhẫn kim cương trên tay và vòng phỉ thúy đã bị cô làm vỡ đều là hàng siêu perfect do tôi bỏ mấy trăm tệ tìm người làm đấy. Chỉ có kẻ ngu mới chi mấy triệu cho người phụ nữ như cô thôi. Đường Khôn không thương tiếc, nói ra sự thật ngay trước mặt mọi người. Từ Dai đờ đẫn, lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Giờ phút này, cô ta cảm giác bầu trời của mình như sụp đổ. Từ Dai chấn động. Đường Khôn đã chán Từ Dai từ lâu. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ cưới người phụ nữ này. Từ Dai vẫn luôn tự cho rằng cô ta là vợ chưa cưới. Nhưng loại phụ nữ này, cho dù có tiền cũng không thể cưới về được. Mọi người đều nhìn Từ Dai với vẻ châm chọc. Cho dù người bị vứt bỏ là cô ta nhưng chẳng có ai thương hại hết. Mọi người ở đây đều nhìn thấy vừa nãy cô ta kiêu ngạo hống hách tới mức nào, bây giờ chỉ có thể nói là đáng đời. Từ Dai bối rối, cảm giác không thể tin nổi. Chồng, anh đang nói đùa với em à? Anh đã nói cả đời này sẽ chỉ yêu mình em thôi, chờ qua một thời gian ngắn nữa sẽ cưới em mà. Còn nữa, ngọc quan âm và nhẫn kim cương mà anh tặng em đều được mua ở Thiên Phủ Thành với trị giá tới mấy triệu. Hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư. Sao anh đùa em như vậy chứ? Từ Dai vô cùng khủng hoảng, cho dù đang cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Trong lòng cô ta vẫn ôm chút hy vọng mong manh, mong những lời Đường Khôn nói đều là nói đùa. Tôi nói còn chưa rõ ràng à? Đường Khôn châm chọc, những món quà tôi tặng cho cô chẳng có cái nào vượt quá 1.000 hết. Cô muốn gả vào nhà họ Đường tôi à? Cô nằm mơ chắc, ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, có tiền hơn tôi rất nhiều. Cô hỏi bọn họ xem có ai sẵn lòng cưới người phụ nữ hám của như cô không? Lời Đường Khôn nói giống như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim Từ Dai, làm cô ta đau đến không muốn sống nữa. Không, không thể như vậy được. Rõ ràng anh đã nói là muốn cưới em. Ngọc quan âm và nhẫn kim cương mà anh tặng em đều trị giá tới mấy triệu. Sao có thể là giả được? Em không tin, em tuyệt đối không tin. Nhất định là anh đang lừa em, đúng không? Từ Dai gào lên xé tim xé phổi. Lúc này tóc tai cô ta bù xù như một người đàn bà chanh chua. Chúng ta đang ở Thiên Phủ Thành đấy. Nếu cô không tin thì đưa ngọc quan âm và nhẫn kim cương của cô cho bọn họ kiểm tra xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Đường Khôn châm chọc. Khi biết Từ Dai làm vỡ bình sứ thanh hoa trị giá hơn 12 triệu, anh ta đã quyết định phải vứt bỏ người phụ nữ này. Anh ta không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy. Nếu để cho bố mẹ anh ta biết được chuyện này, bọn họ còn không mắng chết anh ta sao? Ngọc quan âm và nhẫn kim cương của tôi đều được mua ở Thiên Phủ Thành của các người. Các người kiểm tra cho tôi xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Từ Dai lảo đảo chạy đến bàn giám định bảo vật bên cạnh, lấy cả ngọc quan âm và nhẫn kim cương của mình ra. Một chuyên gia giám định cầm ngọc quan âm lên xem, sau đó lại cầm nhẫn kim cương lên nhìn. Cả quá trình kiểm tra chỉ tốn hơn 10 giây đã xong.
Chuyên gia giám định trả đồ lại cho Từ Giai nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Trị giá bao nhiêu tiền? Từ Giai vội hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ nói, ngọc quan âm của cô làm bằng vật liệu hóa học nhân tạo, nhìn qua thì chất lượng rất tốt nhưng trên thực tế thành phần chủ yếu là hóa chất, đeo lâu sẽ có hại cho sức khỏe. Cho dù có ném thứ này ra đường cũng không có ai nhặt đâu. Lời chuyên gia giám định nói chẳng khác nào sấm sét nổ vang bên tai Từ Giai. Ngay sau đó, chuyên gia giám định lại nói, còn nhẫn kim cương này cũng là giả. Trên thực tế nó là đá dơ cân có phóng xạ. Loại đá này rất giống với kim cương nhưng có nồng độ phóng xạ rất cao, đeo lâu sẽ gây ung thư. Bịch, bịch, bịch. Từ Giai lùi lại mấy bước và kích động hét lớn, không. Anh cũng giống Đường Khôn, các người đều đang lừa tôi. Đây là nhẫn kim cương và ngọc quan âm trị giá mấy triệu, tất cả đều là thật. Lúc này, Từ Giai vô cùng kích động và gần như đã phát điên. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn chỉ thờ ơ đứng nhìn. Người phụ nữ này đã nhiều lần nhằm vào Tần Y khiến anh tức giận từ lâu. Bây giờ chỉ có thể nói là cô ta tự làm tự chịu. Vừa rồi cô ta nâng mình cao bao nhiêu, bây giờ rơi xuống càng đau bấy nhiêu. Cậu chủ Hào, anh xem, tôi đã không còn quan hệ gì với người phụ nữ này nữa. Cô ta đánh vỡ đồ cổ trong cửa hàng của anh, có chuyện gì cứ tìm cô ta giải quyết nhé. Đường Khôn đi tới trước mặt Trần Anh Hào và sợ hãi nói. Sau đó, anh ta xoay người muốn rời đi. Nếu anh dám bước ra khỏi đây một bước, sau này Châu Thành sẽ không còn nhà họ Đường nữa. Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Đường Khôn mới đi được mấy bước lại nghe được những lời này, cả người run rẩy như bị sét đánh, lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Nhà họ Trần là gia tộc duy nhất đứng đầu Châu Thành, nếu bọn họ muốn phá hủy nhà họ Đường thì rất dễ dàng. Cậu chủ Hào, bình sứ thanh hoa trong cửa hàng của anh thật sự bị con khốn này đánh vỡ, không liên quan tới tôi. Đường Khôn cũng sắp khóc rồi. 12 triệu 300 nghìn đấy, cho dù có bán anh ta đi cũng chẳng được nhiều tiền như vậy. Nhà họ Đường chỉ là một gia tộc nhỏ ở Châu Thành, tài sản trong cả gia tộc cộng lại còn chưa được 50 triệu. 12 triệu 300 nghìn bằng 1/4 tài sản và thế lực của nhà họ Đường. Nếu nhà họ Đường phải bồi thường thật thì đây sẽ là đòn công kích chí mạng đối với bọn họ. Tôi chỉ biết trước khi bình sứ Thanh Hoa bị đánh vỡ, anh là chồng chưa cưới của cô ta. Trần Anh Hào lạnh lùng nói, nếu vậy, các người đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu hôm nay không bồi thường theo đúng giá, hai người đừng ai mong bước ra khỏi đây nửa bước. Lúc này, Trần Anh Hào vô cùng uy nghiêm. Sắc mặt Đường Khôn đờ đẫn. Xem ra, chỉ có thể nhờ nhà họ Đường ra mặt xử lý chuyện này. Anh ta biết rõ tình cảnh của Từ Giai thế nào. Dừng nói là 12 triệu, cô ta chẳng có nổi 120.000 nữa là. Sau khi xử lý xong chuyện này, Trần Anh Hào mới rảnh rỗi, vội vàng đi về phía Dương Thanh. Cậu Thanh, cậu không sao chứ? Trần Anh Hào cung kính cúi người. Dương Thanh mỉm cười, anh thấy tôi có thể có chuyện gì chứ? Trần Anh Hào nghe vậy thì nghẹn lời. Đúng vậy, đối phương là người đàn ông tiện tay có thể phá hủy nhà họ Trần, có thể có chuyện gì được chứ? Cảnh tượng này làm mọi người kinh ngạc tới ngây người. Đặc biệt là Đường Khôn và Từ Giai đều đờ đẫn. Bọn họ vừa tận mắt thấy Trần Anh Hào khom lưng cúi đầu. Rõ ràng rất dè dặt khi ở trước mặt Dương Thanh. Chào cô Tần Y. Trần Anh Hào lại chào Tần Y. Tần Y khẽ gật đầu. Tất nhiên cô ta biết Trần Anh Hào là ai, chỉ không ngờ Thiên Phủ Thành này lại là sản nghiệp của nhà họ Trần. Cô Y, cô cứ đi xem thử. Nếu cô có thích món nào thì cứ nói, tôi sẽ tặng miễn phí cho cô, Trần Anh Hào hào phóng nói. Tần Y vội vàng lắc đầu. Đùa kiểu gì vậy, một vật nhỏ xíu ở đây cũng có giá hàng triệu trở lên. Sao cô ta có thể nhận món quà trị giá 1 triệu của người khác được chứ? Dương Thanh chỉ cười với vẻ không để ý, đi về phía quầy trưng bày vòng tay phỉ thúy bên cạnh. Gói đôi vòng tay hồng phỉ và lục thúy này lại cho tôi. Dương Thanh chỉ vào hai vòng phỉ thúy một đỏ một xanh trong quầy trưng bày và nói. Vừa rồi, anh phát hiện Tần Y cứ nhìn đôi vòng tay này mãi, rõ ràng rất thích. Nhưng đôi vòng tay này quá đắt, lên tới 28 triệu 880 nghìn. Quẹt thẻ. Dương Thanh lấy ra một tấm thẻ đen. Khi anh lấy tấm thẻ này ra, vô số người đều nhìn với ánh mắt nóng bỏng. Đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới.
Nó còn được thế giới công nhận là thẻ kinh, không có hạn mức, chỉ có các tỷ phú và những đại gia danh tiếng sở hữu tài sản chục tỷ mới có thể có được. Người cầm thẻ có thể hưởng thụ đãi ngộ và quyền lợi dành riêng cho hội viên cao cấp nhất trên thế giới. Người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm đều là nhân vật lớn có tài sản không nhỏ. Dương Thanh vừa lấy thẻ đen ra, đã có người nhận ra ngay, mọi người nhìn anh với ánh mắt khác hẳn. Người trẻ tuổi như vậy lại có thể sở hữu thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, rốt cuộc anh ta có thân phận thế nào? E rằng cả nước Chiêu Châu cũng chẳng mấy người có được nó nhỉ. Khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, mặt Từ Dai và Đường Khôn đều đờ đẫn. Điều này, sao có thể như vậy được? Dù thế nào Từ Dai cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cô ta vẫn muốn chèn ép Tần Y, không ngờ bạn trai của Tần Y lại lấy ra một tấm thẻ đen không có hạn mức. Không còn tình nghĩa. Vương Diễm cũng vô cùng kinh ngạc, mãi mới lấy lại tinh thần định giơ tay nhận thẻ của Dương Thanh thì bị Trần Anh Hào nhanh tay ngăn cản. Cậu Thanh muốn mua đồ ở Thiên Phủ Thành, sao tôi có thể thu tiền của cậu được? Trần Anh Hào vội nói, đừng nói là đôi vòng tay hơn 20 triệu này, cậu muốn gì Thiên Thành Phủ đều sẽ tặng miễn phí. Nghe vậy, Từ Dai càng khiếp sợ không thôi. Cô ta ngơ ngác nhìn Dương Thanh, lắp bắp nói, sao lại như vậy? Đến nước này rồi cô vẫn chưa sáng mắt ra hà. Anh ấy không phải kẻ nghèo hèn gì mà là đại gia quyền thế ngập trời. Đường Khôn giận dữ mắng Từ Dai, đều tại đồ đàn bà ngu ngốc nhà cô. Nếu không tại cô mắt chó khinh người, với quan hệ của cô và Tần Y, chắc chắn anh Hào sẽ tiếp đón chúng ta nhiệt tình. Khách hàng xung quanh đều trợn tròn mắt. Những người có thể tới đây mua sắm đều thuộc các gia tộc giàu có của tỉnh Giang Bình. Sau khi nhà họ Trần trở thành vương tộc của Châu Thành, các gia tộc khác đã nhanh chóng thu thập tin tức về những người có địa vị quan trọng của nhà họ Trần. Có thể nói, hiện giờ ngoại trừ ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, nhà họ Trần là gia tộc có địa vị cao nhất ở tỉnh Giang Bình. Trần Anh Hào là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trần, chủ của các gia tộc khác gặp anh ta đều phải cúi người chào hỏi. Vậy mà Trần Anh Hào lại tỏ ra cung kính với người trẻ tuổi ăn mặc bình thường này như vậy. Anh Thanh cứ nhận đi ạ. Rốt cuộc Vương Diễm cũng vỡ lẽ ra, vội vàng thuyết phục Dương Thanh giúp Trần Anh Hào. Cô ấy nhìn ra Trần Anh Hào thực sự muốn tặng đôi vòng tay này cho Dương Thanh. Phải đó, nếu ông nội tôi biết tôi dám thu tiền cậu ở Thiên Phủ Thành, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Trần Anh Hào khẩn khoản nói. Câu nói này khiến mọi người kinh hãi. Xem ra đến cả chủ nhà họ Trần cũng phải cung kính với Dương Thanh. Hiện giờ, dường như Trần Anh Hào đang cầu xin Dương Thanh nhận đôi vòng tay kia. Dương Thanh lắc đầu cười nói, tôi muốn tặng đôi vòng tay này cho người thân, ý nghĩa đặc biệt. Nghe anh giải thích như vậy, Trần Anh Hào không dám ngăn cản nữa, chỉ nói, Vương Diễm, cậu Thanh đã nói vậy cô cứ làm theo đi. Vâng, lúc này Vương Diễm mới nhận thẻ đen Dương Thanh đưa, vội vàng đi quẹt thẻ. Anh Thanh, vòng tay đã đóng gói xong rồi. Vương Diễm cẩn thận đưa hai hộp quà nhỏ cho Dương Thanh. Dương Thanh lấy vòng tay phỉ thúy màu đỏ đưa cho Tần Y, dịu dàng nói, tặng em cái này. Dứt lời, anh nắm tay Tần Y trước mặt mọi người, đeo chiếc vòng tay đắt đỏ lên tay cô ta. Tần Y vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Rất hợp với em. Dương Thanh hài lòng gật đầu. Wow, thì ra là tặng cho bạn gái. Cô ấy có một anh bạn trai tốt như vậy. Thật may mắn. Đúng vậy, tôi còn muốn sang Thái Lan chuyển giới đây này. Anh có chuyển giới cũng không lọt vào mắt anh ấy nổi đâu. Mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn Tần Y. Không chỉ Từ Dai và Đường Khôn, khách hàng xung quanh cũng hiểu lầm quan hệ giữa Dương Thanh và Tần Y. Trần Anh Hào biết thân phận của Tần Y, không khỏi hâm mộ nhìn Dương Thanh, thầm nghĩ, cậu Thanh đỉnh thật, cả chị lẫn em đều cua được. Quan trọng là hai chị em họ đều xinh đẹp. Nếu Dương Thanh biết anh ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Bởi vì vừa rồi Tần Y vừa nhìn thấy đôi vòng tay này là ánh mắt đã dán chặt lên chúng. Đến cả Hàn Phi Phi anh cũng tặng một chiếc vòng tay cả chục triệu, huống chi là Tần Y. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái ruột, tặng em gái vòng tay thì sao? Tần Y nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt long lanh nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười nói, chiếc còn lại tặng Tâm, Hồng Phỉ Lục Thúy, hai chị em đúng là sự kết hợp hoàn mỹ. Nghe anh nói vậy, Tần Y mới không có cảm giác tội lỗi. Người đàn ông này rất hấp dẫn, đúng kiểu cô ta thích,
nhưng anh lại là anh rể của cô ta. Tần Y vẫn hiểu rất rõ điều này. Thế nhưng hiện giờ cô ta vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, có ảo giác như Dương Thanh thực sự là anh trai của mình. Từ Giai bị bảo vệ canh chừng ở bên cạnh cũng chết sững người. Cô ta đột nhiên nhớ lại, từ lúc gặp được Tần Y mình vẫn không ngừng khoác lác, thổi phồng chồng chưa cưới của mình xuất sắc như thế nào, đối xử với mình tốt ra sao. Nhưng hôm nay, người chồng hoàn mỹ trong lòng cô ta lại vứt bỏ cô ta, còn thừa nhận quà anh ta mua đều là hàng nhái chưa tới 1.000 trước mặt mọi người. Còn Tần Y lại tỏa sáng như công chúa, được mọi người ngước nhìn. Người đàn ông của Tần Y rất cao quý, đến cả Trần Anh Hào cũng phải cung kính tiếp đón, cầu xin anh ta nhận món quà mấy chục triệu. Càng nghĩ cô ta càng không cam lòng. Tần Y, cậu cố ý đúng không? Rõ ràng cậu biết thân phận của bạn trai cao quý nhưng vẫn cố tình khiến tôi mất mặt. Cậu muốn dẫm đạp lòng tự trọng của tôi đúng không? Sao cậu lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cậu đã quên chúng ta từng là chị em tốt của nhau rồi sao? Từ Giai xông tới trước mặt Tần Y, tức giận rít gào. Chị em tốt? Tần Y châm chọc hỏi, khí thế trên người tăng vọt, lạnh lùng nói, nếu không coi cậu là chị em tốt, tôi sẽ lãng phí thời gian với cậu như vậy sao? Bắt đầu từ lúc gặp lại nhau, cậu luôn không ngừng khoe khoang chồng chưa cưới của cậu tốt như thế nào, trang sức của cậu đắt đỏ ra sao? Cậu còn không ngừng chế giễu tôi và bạn trai. Mỗi khi tôi định giải thích, cậu đều nói chen vào, chỉ biết khoe khoang với tôi. Bây giờ cậu lại trách tôi không nói sự thật cho cậu biết, cậu không thấy nực cười lắm à? Hiện giờ, Tần Y tỏa ra khí thế kinh người, giải thích rõ ràng không hề thêm mắm dặm muối, phản bác lại lời của Từ Giai. Từ Giai ngơ ngác nhớ lại, mọi chuyện đúng như Tần Y nói. Mỗi lần Tần Y định giải thích đều bị cô ta chặn họng. Tần Y, tớ sai rồi, tớ thật sự biết sai rồi. Cậu tha thứ cho tớ được không? Sau này cậu vẫn sẽ là chị em tốt của tớ. Tần Y, đến cả vòng tay hơn 28 triệu cậu chủ Hào cũng tặng miễn phí cho cậu. Đối với anh ấy, hơn chục triệu chẳng đáng là bao. Cậu mau xin cậu chủ Hào giúp tớ đi. Xin anh ấy nể mặt cậu đừng đòi tiền tớ nữa. Bắt tớ trả 12 triệu 300 nghìn, giết tớ tớ cũng không kiếm nổi đâu. Từ Giai bỗng nhiên nắm tay Tần Y, cầu xin hết lời. Khách hàng vây xem xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô ta. Tần Y đẩy Từ Giai ra, lạnh lùng nói, từ lúc cậu không coi tôi là chị em tốt, chúng ta đã không còn tình nghĩa gì nữa. Tìm tôi có việc gì? Nghe Tần Y nói vậy, Từ Giai chết lặng. Cô ta biết người nhà Đường Khôn nhất định có thể bồi thường được 12 triệu 300 nghìn. Nhưng bình gốm sứ Thanh Hoa kia là do cô ta đụng vỡ. Cho dù nhà họ Đường chịu bồi thường cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Có lẽ cô ta sẽ phải gánh vác món nợ với nhà họ Đường suốt đời. Người đáng thương tất nhiên sẽ có chỗ đáng hận, giống như Từ Giai hiện giờ. Không ai đồng tình với Từ Giai. Thấy Tần Y đẩy cô ta ra, mọi người chỉ thấy hả giận. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ chạy vào, mồ hôi đầy đầu. Chào cậu Hào, tôi là Dã Văn Tường, cậu của Đường Khôn. Tôi vừa mới biết tin thằng nhóc này gây sự ở đây. Dã Văn Tường vừa vào Thiên Phủ Thành đã vội vàng chạy tới trước mặt Trần Anh Hào, hoảng sợ nói. Hiện giờ nhà họ Trần đang lớn mạnh, ông ta không dám làm càn trước mặt Trần Anh Hào. Trần Anh Hào lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, chắc ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Biết rồi ạ, biết rồi ạ. Dã Văn Tường vội đáp. Dứt lời, ông ta quệt mồ hôi trên trán, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Trần Anh Hào bằng hai tay, cậu Hào, trong thẻ này có 15 triệu, tiền còn dư tặng cậu coi như lời xin lỗi. Trần Anh Hào lạnh lùng hỏi, ông nghĩ nhà họ Trần chúng tôi thiếu hơn 2 triệu kia sao? Dã Văn Tường vốn chỉ muốn dùng tiền giảng hòa, thế nhưng lời của Trần Anh Hào như gáo nước lạnh dội vào người ông ta. Trong lúc ông ta luống cuống tay chân không biết phải làm sao, Trần Anh Hào đột nhiên ra lệnh. Bình gốm sứ Thanh Hoa kia bao nhiêu tiền thì quẹt bấy nhiêu. Nghe vậy, Vương Diễm vội vàng nhận thẻ đi quẹt đủ 12 triệu 300 nghìn rồi trả thẻ cho Dã Văn Tường. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Thanh không có hứng thú tiếp tục ở lại đây, quay sang nói với Tần Y. Cậu Thanh, để tôi tiễn hai người. Trần Anh Hào vội nói. Dã Văn Tường đột nhiên nhìn thấy Dương Thanh, hai mắt trợn to tràn đầy sợ hãi. Chủ tịch Dương Thanh. Dã Văn Tường run rẩy hô lên một tiếng.
Dương Thanh cau mày nhìn ông ta. Lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi mình là Chủ tịch Dương Thanh. Ông là ai? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Chủ tịch, tôi là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Hà, Giã Văn Tường. Trước khi xếp Lạc đi đã cho chúng tôi xem ảnh của cậu. Giã Văn Tường lập tức giải thích. Đường Khôn nghe thấy Giã Văn Tường gọi Dương Thanh là Chủ tịch, sắc mặt tái mét. Giã Văn Tường là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Hà. Người ông ta gọi là Chủ tịch chỉ có một, chính là chủ nhân thật sự của Tập đoàn Thành Hà. Dương Thanh cũng rất kinh ngạc, không ngờ Giã Văn Tường chính là Phó Tổng Giám đốc của Thành Hà. Anh đột nhiên tò mò nhìn sang Đường Khôn đang run lẩy bẩy bên cạnh. Ông là Phó Tổng Giám đốc, thế cậu ta là ai? Dương Thanh chỉ vào Đường Khôn. Giã Văn Tường ngơ ngác trả lời, nó là cháu tôi. Tôi hỏi cậu ta làm chức vụ gì ở Tập đoàn Thành Hà, Dương Thanh tức giận nói. Hả? Giã Văn Tường ngây ra, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Bịch! Đúng lúc này Đường Khôn không chịu nổi áp lực từ Dương Thanh, trực tiếp quỳ sụp xuống. Anh Thanh, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm anh. Thực ra tôi không phải Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thành Hà, cậu của tôi mới phải. Tôi chỉ mượn chức vụ của cậu để khoe khoang khoác lác thôi. Đường Khôn vội vàng cầu xin. Nghe vậy, Dương Thanh mới hiểu ra, anh ta chẳng phải Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thành Hà gì cả. Giã Văn Tường cũng trợn mắt nổi giận, đồ ngu này, sao mày dám giả mạo tao làm sằng làm bậy. Còn xúc phạm Chủ tịch Dương Thanh nữa, mày chán sống rồi hả? Nói xong, ông ta lao tới đạp lên người Đường Khôn. Giã Văn Tường đạp rất mạnh, không chút nương tay. Dương Thanh không nói gì, chỉ thản nhiên chứng kiến hết thảy. Nếu Giã Văn Tường là người được Lạc Bân bồi dưỡng, chắc chắn ông ta sẽ biết một vài chuyện về anh. Giã Văn Tường rất thông minh. Ông ta đánh Đường Khôn không chỉ để bảo vệ anh ta mà còn đang bảo vệ vị trí của chính mình. Mọi người đều kinh hãi, đây là cậu ruột đấy à? Đạp cháu mình mạnh chân ghê thế. Từ Dài cũng trợn tròn mắt không dám tin. Thì ra đây chính là chồng chưa cưới mà cô ta vẫn luôn tự hào khoe khoang với người ngoài. Bây giờ cậu của Đường Khôn gặp Dương Thanh còn không dám thở mạnh, huống chi là Đường Khôn. Cô ta biết, có lẽ đời này cô ta không thể sánh được với Tần Y. Lúc này Dương Thanh đã dẫn Tần Y rời khỏi Thiên Phủ Thành. Giã Văn Tường có đánh chết Đường Khôn cũng chẳng liên quan gì đến anh. Đối với Dương Thanh, Đường Khôn hay Giã Văn Tường đều là hạng tép siêu không đáng nhắc tới. Anh rể, vừa nãy anh có nhìn thấy không, mặt Từ Dai xám như cho tàn luôn. Lần này hay rồi, cả đời này cô ta đừng hòng ngóc đầu lên được. Cô ta đập vỡ bình gốm sứ Thanh Hoa, cậu của Đường Khôn phải bồi thường hộ. Có lẽ nửa đời sau của cô ta đều dùng để trả nợ. Anh trai, anh đỉnh thật đấy. Anh chính là thần tượng của em. Sau khi rời khỏi Thiên Phủ Thành, Tần Y hưng phấn ôm tay Dương Thanh nói liến thoáng. Lúc gọi anh rể, lúc lại gọi anh trai, khiến Dương Thanh cảm thấy bất lực. Hai người cùng đi ăn cơm trưa xong lại đi dạo xung quanh suốt buổi chiều. 4 rưỡi chiều, Dương Thanh đưa Tần Y tới cổng khách sạn Lục Châu. Em đi đi, xong việc cứ về nhà trước, đừng đợi anh. Dương Thanh dặn dò. Hội giao lưu Tần Y phải tham gia bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Còn hội giao lưu của Dương Thanh bắt đầu lúc 8 giờ tối. Chắc chắn hội giao lưu lần này không đơn giản, có lẽ không kết thúc sớm được. Dạ. Tần Y hơi thất vọng, vẫn muốn ở riêng với anh thêm một lúc nữa. Đợi hôm nào em được nghỉ, muốn đi đâu chơi anh lại đưa em đi. Đương nhiên Dương Thanh nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Tần Y, không đành lòng nói. Quả nhiên nghe anh nói vậy, vẻ ảm đạm trên mặt Tần Y lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói, anh dễ nói rồi đó nha. Đợi em được nghỉ sẽ tìm anh. Dứt lời, cô ta vui vẻ đi vào khách sạn Lục Châu. Dương Thanh lắc đầu cười, quay xe về hướng tới khách sạn Trung Châu. Mấy tiếng nữa mới bắt đầu hội giao lưu, anh phải đi gặp một vài người trước đã. Mời anh xuất trình giấy mời. Dương Thanh vừa bước tới cửa khách sạn đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Hội giao lưu hôm nay rất quan trọng, công tác bảo vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Cảm ơn anh đã phối hợp, mời vào. Sau khi kiểm tra thư mời của Dương Thanh, nhân viên bảo vệ cung kính nói. Dương Thanh mới đi được vài bước, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, cậu là Dương Thanh à. Anh nhướng mày quay lưng lại, thấy một người đàn ông trung niên đang lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm.
Bên cạnh ông ta là một gương mặt quen thuộc, Mạnh Hồng Nghiệp chủ nhà họ Mạnh. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên. Thấy vậy, Dương Thanh lập tức đoán ra được thân phận của đối phương. Người phụ nữ trung niên này chắc là mẹ của Mạnh Huy, Hoàng Mai. Còn người đàn ông trung niên kia chính là bố của Hoàng An, Hoàng Trung, cũng là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Hoàng, một trong 8 chủ gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Con trai tôi chết trong tay cậu, cậu lại hỏi tôi chuyện gì sao? Hoàng Trung cau mày, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.